Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 133. Tiếp đến, đám người không biết vì sao, một mặt không giải nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngăn cản không được, muốn nhận thua. Có thể ở bát đại thần vương cảnh thiên tài trong tay kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng đã cực kỳ bất phàm. Này kiếm hồng trần, hôm nay nếu có thể bất tử, tương lai chắc chắn vang vọng nhân tộc Tam Thiên Vực A, liền thiên tinh tử bọn họ 8 người, lâu như vậy đều không giết chết hắn. Đúng vậy A, tùy bại nhưng vinh, vô luận thắng bại, kiếm hồng trần tên, đều sẽ bị người ghi vào trong lòng. Bốn phía tu sĩ nghị luận nhau nhau, người nào đều không coi trọng Tiêu Phàm, giờ phút này Tiêu Phàm trên người đã xuất hiện không ít vết thương, này rõ ràng là muốn chiến bại tiết tấu. Oanh, đám người thoại âm vừa dứt, thiên địa một tiếng nổ vang, thiên khung phía trên, bỗng hội tụ vô cùng vô tận hắc sắc lôi vân, ngàn vạn lôi điện từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ. Vừa mới sôi trào nghị luận âm thanh nháy mắt két két mà dừng, tất cả mọi người một mặt kinh khủng nhìn xem thiên khung. Cảm nhận được trên trời cỗ kia hủy diệt tính khí tức, người ở đây không cái nào không kinh dị, này lại là thần lôi kiếp. Kiếm hồng trần muốn độ kiếp, hắn không phải cũng đã đột phá thần vương cảnh sao? Không đúng, kiếm hồng trần xác thực đột phá thần vương cảnh, nhưng hắn thần vương kiếp có thể chưa hẳn vượt qua. Có người lấy lại tinh thần, không muốn sống đồng dạng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Vây công Tiêu Phàm bát đại thiên kiêu, toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên, đã ngừng lại thân hình, sau đó đầu cũng không hồi hướng về bốn phía bỏ chạy. Trận lên, cùng lúc đó, hư không một tiếng nổ vang, lại là nhìn thấy vô số lưu quang từ tứ phía bát phương phun ra mà ra, bao phủ diện tích hơn 10 dặm phạm vi, tạo thành một màn ánh sáng. Thiên tinh tử bọn họ vừa mới chạy tới, liền bị màn sáng kia cho đánh bay ra ngoài. Kiếm hồng trần, ngươi dám! Hướng Nam Thiên phẫn nộ gào thét, ngữ khí bên trong có một tia kinh khủng. Hắn không phải kinh khủng Tiêu Phàm thực lực, mà là Tiêu Phàm thần lôi kiếp, lôi vân mới vừa vặn bắt đầu, có thể kia uy thế, lại giống như hãn hải, sâu không lường được. Hơn nữa, lôi vân khí thế vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường, liền thần vương cảnh trung kỳ, đều cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Ta không dám, ta có cái gì không dám, Tiêu Phàm cười lạnh. Nếu như đã đi đến tình trạng này, hắn cũng không muốn giữ lại hướng Nam Thiên bọn họ. Dù sao đã cùng Vạn La Đế vực là địch, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trước hết giết hướng Nam Thiên lại nói. Kiếm hồng trần, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, người nghĩ liền chúng ta đều giết sao. Những người khác tu sĩ cảm nhận được Tiêu Phàm đỉnh đầu rộng lớn lôi uy, toàn bộ đều hoảng sợ. Bạch Ma bố trí trận pháp. Cũng không có đem bọn họ bao phủ ở bên trong, nhưng mấu chốt là, Thánh Nguyên bộ lạc trận pháp, cũng mệt ở bọn họ a. Tiêu Phàm lôi kiếp chính đang không ngừng khuếch tán, bây giờ cũng đã đạt đến vạn trượng chu vi, mà lại còn đang khuếch tán, cũng chính là tương đương với bao phủ chu vi hơn 30 cây số. Không phải ta muốn giết các ngươi, mà là Thánh Nguyên bộ lạc không cho các ngươi đào tẩu. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, những người này một mực đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiêu Phàm không nghĩ tới giết bọn hắn, nhưng là, hắn cũng vô pháp ngăn cản lôi kiếp. Thánh Nguyên bộ lạc, thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta nếu chết ở nơi này, chúng ta đế vực đại đế cường giả, tất nhiên diệt ngươi Thánh Nguyên bộ lạc, một tên cũng không để lại. Thánh Nguyên bộ lạc, các ngươi đơn giản liền là tự tìm cái chết. Đoàn người cừu hận, nháy mắt chuyển hướng Thánh Nguyên bộ lạc, xác thực giống như Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm bố trí trận pháp, nhưng không có châm đối bọn họ. Hiện tại vây khốn bọn họ, chỉ là Thánh Nguyên bộ lạc trận pháp mà thôi. Thánh Nguyên bộ lạc chúng tu sĩ cũng bị Tiêu Phàm cử động cho khiếp sợ đến, bọn họ là muốn đem tất cả mọi người lưu lại, nhưng đó là bởi vì bọn hắn muốn người ở đây máu tươi. Nếu như bị lôi kiếp oanh chúng mà nói, những người này đoán chừng cái gì đều không biết lưu lại, nhất định sẽ hóa thành kiếp cho. Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống ngưng trọng, Tiêu Phàm cử động. Triệt để làm rối loạn bọn họ kế hoạch, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đại trưởng lão, những người này không thể lưu, Hùng Chiến trầm giọng nói. Đại trưởng lão lông mày hơi nhíu, hắn tự nhiên cũng không muốn nhường những người này đào tẩu, nhưng chính đang hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, cả người tựa như ngốc trệ ở cái kia. Hai cái vài hô hấp sau mới lấy lại tinh thần, tiến lên một bước nói, các vị,
lão hủ có thể cho các ngươi rời đi, nhưng là, các ngươi nắm ta Thánh Nguyên Bộ Lạc Thần Ngư, cũng không thể tính như vậy. Ta nguyện ý đem Càn Khôn Giới cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài là xong. Một cái tu sĩ hét to nói. Nói đùa cái gì, hiện tại người nào còn có tâm tư quan tâm thần ngư cùng thần thạch đây, nếu như liền mệnh đều không có, lại nhiều thần ngư đều vô dụng a. Những người khác cũng vội vàng phụ họa, bọn họ hoàn toàn bị Tiêu Phàm thần vương kiếp dọa sợ. Tất nhiên như thế, kia giao ra Càn Khôn Giới, có thể rời đi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cho Hùng Chiến một cái ánh mắt. Đại trưởng lão, Hùng Chiến không cam lòng, nhưng lại bị đại trưởng lão lạnh lùng chừng một cái, hắn rốt cuộc không dám hai lời. Ngay sau đó, Hùng Chiến đạp không mà lên, xuất hiện ở bên bờ, phất tay, một đạo vài trượng lỗ hổng xuất hiện, liên thông trong ngoài. Trước khi đi, giao ra Càn Khôn Giới, nếu là bị ta phát hiện các ngươi trên người còn có Càn Khôn Giới, khả năng liền đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Hùng Chiến trầm giọng nói. Đây là ta hai cái Càn Khôn Giới. Cách nhau gần nhất một cái tu sĩ, trực tiếp ném ra hai mai giới chỉ, lập tức không chút do dự vò tới trên bờ. Ta chỉ có một mai, lại một cá nhân vọt lên, lúc này, chỗ nào còn dám chần chờ. Bất quá, rừng vốn lớn, cái dạng gì chim đều có ít người vẫn như cũ ôm lấy một tia may mắn, có hai cái trở lên Càn Khôn Giới, chỉ muốn giao ra một mai. Trong đó một người vọt lên bờ thời điểm, bị Hùng Chiến phát hiện, Hùng Chiến đoạt lại Càn Khôn Giới, trực tiếp đem người kia bắn cho vào trong hồ. Không phải ta Thánh Nguyên Bộ Lạc bất cận nhân tình, giống hắn dạng này, cũng đừng muốn sống rời đi. Hùng Chiến âm thanh lạnh lùng nói, bị đánh bay người kia trên mặt đều là tuyệt vọng. Những người khác nhìn thấy, chỗ nào còn dám trộm gian dùng mánh lới, thiếu chút nữa thì móc tim móc phổi đến chứng minh bản thân không có Càn Khôn Giới. 10 cái hô hấp thời gian, Thánh Nguyên Vụ Hồ phía trên hơn 100 cái tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều rời đi, tất cả mọi người giãn nhẹ một hơi. Ngay cả Cổ Nhược Trần cùng Cổ Huyền Cơ bọn hắn cũng đều rời đi Thánh Nguyên Vụ Hồ, chỉ là bọn họ chiến đấu vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, ở bên ngoài tiếp tục lấy. Trong lúc nhất thời, Thánh Nguyên Vụ Hồ, chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên Đám bát đại thiên kiêu. Thiên Tinh Tử cùng Hướng Nam Thiên Đám người sắc mặt tái nhợt, bọn họ chưa bao giờ có như thế sợ hãi, đây là lần thứ nhất. Kinh khủng thiên kiếp chi uy, để bọn hắn có loại cảm giác bất lực. Các ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Vừa mới các ngươi để cho ta thể hội một lần, hiện tại, sẽ đến phiên các ngươi bản thân thể hội. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, thần sắc đạm mạc nhìn xem Thiên Tinh Tử tám người, liền tựa như lại nhìn một nhóm run rế. Băng lãnh lời nói thật lâu quanh quẩn ở hư không, hắn giống như một tôn cổ lão thần linh, coi thường toàn trường. Tuyệt vọng, nếu như là trước kia, Thiên Tinh Tử cùng Hướng Nam Thiên bọn họ cho tới bây giờ đều không biết rõ hai chữ này sẽ rơi vào bản thân, bọn họ đều là đế vực số một số hai thiên tài, tuyệt vọng hai chữ, vĩnh viễn cũng không tới phiên bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn họ xác thực cảm nhận được loại kia cảm thụ, tử vong sợ hãi, tuyệt vọng bất lực. Nhất là Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng, hai người này vô cùng kinh khủng, trong lòng càng là hối hận không thôi. Sớm biết rõ như thế, liền không nên tìm Tiêu Phàm phiền toái, cái này phong tử tên điên, đây là chuẩn bị đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt a. Kiếm Hồng Trần, người cho rằng dựa vào này thần vương kiếp, liền có thể giết chúng ta sao? Hướng Nam Thiên nhe răng trợn mắt nói, hắn mi tâm kiếm hình phù văn như ẩn như hiện, tựa như tùy thời đến bộc phát biên giới. Những người khác nhìn thấy, nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, chúng ta còn có tiên thiên thần ấn, đây chính là hàm chứa đại đế cường giả lực lượng. Nếu là Tiêu Phàm thực có can đảm đối bọn họ động thủ, dù là liều mạng thực lực đại tổn, cũng chỉ có thể phế bỏ tiên thiên thần ấn lần này lá bài tẩy. Kiếm Hồng Trần, để cho chúng ta rời đi, từ nay về sau, ta Nguyệt Thiên Huyền, cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Nguyệt Thiên Huyền ngưng tiếng nói. Hắn cuối cùng vẫn là không muốn lãng phí bản thân tiên thiên thần ấn. Này ấn ký, thời điểm then chốt có thể bảo hắn một mạng, hắn cũng không muốn lãng phí ở chỗ này. Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi bản thân không có chân quý. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ngươi thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Nguyệt Thiên Huyền không cam lòng nói. Tiêu Phàm trước đó xác thực hỏi hắn,
nhưng hắn lo lắng về sau Tiêu Phàm cường đại lên trả thù Huyền Nguyệt cổ vực, cho nên muốn đem Tiêu Phàm bóp chết ở trong trứng nước. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, bản thân ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Hắn hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có tiên thiên thần ấn, bỏ đi những cái này, hắn căn bản không cùng Tiêu Phàm là địch tư cách. Cá chết lưới rách, cá hoặc là sẽ chết, nhưng lưới chưa chắc sẽ phá. Tiêu Phàm một mặt khinh thường, trên người hắn khí thế vẫn ở chỗ cũ không ngừng kéo lên. Những ngày qua, hắn một mực áp chế bản thân lực lượng, không cho thần vương kiếp trước giờ đến. Nguyên bản Tiêu Phàm dự định, chờ rời đi Thánh Nguyên bộ lạc lại tìm một an tĩnh địa phương độ kiếp, có thể hướng Nam Thiên cùng Thiên Tinh Tử bọn họ thời thời khắc khắc muốn hắn chết, Tiêu Phàm chỗ nào còn sẽ cố kỵ nhiều như vậy. Huống hồ, có Hùng Lân ở, những cái kia tiên thiên thần ấn ẩn chứa đại đế công kích, cũng chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Nguyệt Thiên Huyền đám người sắc mặt một trận biến hóa, âm tình bất định, bọn họ như thế nào không biết, Tiêu Phàm đây là chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng. Ầm ầm, thiên địa ầm vang không dứt, tiếng sấm cuồn cuộn, giờ phút này, hắn lôi vân, cũng đã lan tràn tới 8 vạn trượng lớn nhỏ, tốc độ vẫn như cũ chưa giảm mảy may. Thánh Nguyên Vụ Hồ bốn phía tu sĩ cũng nhao nhao lui lại, một mặt kinh khủng nhìn xem trong hồ. Người bình thường thần vương kiếp, lôi vân cũng liền 3 vạn trượng lớn nhỏ đem, cho dù là thiên tài, 5 vạn trượng liền cao nhất a. Ta nhớ kỹ thiên tinh tử độ kiếp, có vẻ như cũng liền 5 vạn trượng phạm vi mà thôi, này kiếm hồng trần lôi vân, dĩ nhiên đạt đến 9 vạn trượng, tê không chỉ 9 vạn trượng, nó còn không có đình chỉ, mặc dù tốc độ cũng đã giảm bớt, nhưng vô cùng có khả năng đi đến 10 vạn trượng. 10 vạn trượng, người bình thường đại đế kiếp không phải cũng mới 10 vạn trượng sao? Bốn phía hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đoàn người tựa như sống gặp quỷ đồng dạng, trong lòng mãnh liệt rung động. 10 vạn trượng thần vương kiếp, bọn họ trước kia không nói gặp qua, liền là nghe đều không nghe nói qua. Hướng Nam Thiên đám người tự nhiên cũng cảm nhận được lôi vân rộng lớn, này thần vương kiếp uy lực, xa xa vượt qua bọn họ dự kiến. Nếu như nói, trước đó bọn họ dựa vào tiên thiên thần ấn, còn có rất lớn sức tự vệ, nhưng là hiện tại, vậy coi như chưa chắc. Này thần vương kiếp, bằng vào lôi vân nhìn mà nói, cũng đã không kém gì đại đế kiếp. Bọn họ tiên thiên thần ấn bên trong ẩn chứa công kích, cũng chưa hẳn có thể mạnh hơn này thần vương kiếp. Kiếm Hồng Trần, người cái này phong tử tên điên, ngươi là muốn kéo lấy chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Hướng Nam Thiên quát ầm lên, trên mặt tự tin bị triệt để đánh nát. Đồng quy vu tận, ngươi cũng quá xem trọng mình. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Này thần vương kiếp lớn nhỏ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải đặc biệt quan tâm, thậm chí còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì năm đó hắn đột phá thiên thần cảnh thời điểm, vượt qua thần lôi kiếp, lôi vân cũng là bao phủ chu vi 99.999 trượng. Hiện tại này lôi vân, dựa theo nó xu hướng tăng đến xem, đoán chừng cũng không sai biệt lắm, muốn vượt qua cuối cùng kia một trượng 3,33 mét khảm, cũng không phải là không thể. Thần vương kiếp nếu như so đột phá thiên thần cảnh thời điểm thần lôi kiếp còn muốn nhỏ, hắn mới càng thêm ngoài ý muốn đây. Bất quá! Này thần vương kiếp uy lực, lại là nhường Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, nhìn xem kia rộng lớn lôi vân, nhường hắn có loại đối mặt chân chính đại đế cảm giác. Chân chính đại đế, vậy cũng so thần vương còn mạnh hơn một cái đại cảnh giới, hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể là đối thủ. Nếu như là thần vương cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm đều sẽ có sức liều mạng. Tiêu Phàm không có chạy trốn, kia lôi vân gắt gao tập trung vào hắn, theo lấy hắn mà di động, trốn là không thể nào trốn được. Hắn cũng không nghĩ tới trốn. Muốn đột phá thần vương cảnh, nhất định phải vượt qua đạo này khảm. Tiêu Phàm đối bản thân thực lực vẫn là cực kỳ tự tin, chỉ ta vô địch. 10 vạn trượng, lôi kiếp dĩ nhiên đạt đến 10 vạn trượng. Đột nhiên, kêu một tiếng sợ hãi truyền ra, chỉ là rất nhanh liền bị tiếng sấm bao phủ. Nhưng đoàn người cũng một mực chú ý lôi vân hải phạm vi, tự nhiên cũng phát hiện điểm này, người ở đây nội tâm nổi lên kinh thiên gợn sóng. Thế này sao lại là thần vương kiếp, đây quả thực liền là đại đế kiếp a. Một cái vừa mới đột phá thần vương cảnh người, độ đại đế kiếp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng coi là thiên phương dạ đàm, người như vậy, đơn giản liền là tuyệt thế yêu nghiệt. Truyền văn thế gian có một loại người, bị thiên ghen ghét, một khi đột phá đại cảnh giới, đều sẽ dùng hết toàn lực hủy diệt hắn,
có lẽ, kẻ này liền là trong truyền thuyết thiên đố chi nhân. Thánh Nguyên bộ lạc thế hệ trước tu sĩ run run rẩy rẩy mở miệng, ngữ khí bên trong đều là kinh hãi ý, hắn nghĩ tới một loại truyền thuyết. Thiên đố chi nhân, trên đời thật có người như vậy sao? Những người khác dị thường kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lôi Vân Hải phía dưới Tiêu Phàm. Kẻ này, thực sự là trong truyền thuyết thiên đố chi nhân, tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại sao? Hướng Nam Thiên bọn họ cũng nghĩ đến điểm này, bọn họ cũng rốt cục biết rõ bản thân đắc tội như thế nào nhân vật, Tiêu Phàm quá đáng sợ, hôm nay nếu không chết, về sau muốn giết hắn, càng thêm khó khăn. Mấy người nắm chặt nắm đấm, bọn họ toàn bộ đều làm xong liều mạng chuẩn bị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh, giữa thiên địa bỗng quang mang lóe lên, chói mắt bạch mang đâm vào người không mở ra được hai mắt. Ngay sau đó một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm truyền đến. Một thoáng thời gian, giữa thiên địa ngân xà loạn vũ, đâu đâu cũng có điện mang, hóa thành một phiến lôi điện uông dương, so trước đó xúc thế thời điểm không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, chu vi 10 vạn trượng chu vi, toàn bộ đều hóa thành kiếp cho, Thánh Nguyên Vụ Hồ bốn phía trận pháp trực tiếp bị nghiền nát, chỉ có Bạch Ma bố trí trận pháp, miễn cường có thể đủ chèo chống. Đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cuộc đã đến, Tiêu Phàm nhìn thấy kia vô tận ngân xà điện mang, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bỗng nhiên nghịch thiên mà lên, xông thẳng vòm trời. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, hắn cầm trong tay Tu La kiếm, trực tiếp thẳng hướng kia Lôi Vân Hải, chỉ thấy một đạo tử huyết sắc kiếm hồng mở đường, cùng bạch sắc lôi điện tranh huy. Tử huyết sắc kiếm hồng yêu dị, sắc bén, dường như có thể chém ra tất cả, đang cùng bạch sắc lôi điện va chạm thời khắc. Dĩ nhiên thôn phệ bạch sắc lôi điện quang mang. Đây là, một chút miễn cường có thể đủ mở ra hai mắt cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút sợ hãi. Chủ động gây hấn lôi kiếp, đây là cỡ nào hung uy. Trái lại hướng Nam Thiên đám người, giờ phút này liền bị ngân xà điện mang giết khắp nơi trốn tránh, hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ. Đương nhiên, đây cũng là hướng Nam Thiên bọn họ không có toàn lực xuất thủ, bọn họ muốn làm. Liền là chờ Tiêu Phàm vượt qua kiếp nạn này, ở thời kỳ suy yếu thời điểm, giết chết Tiêu Phàm. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ cũng phải ở nơi này thần vương kiếp phía dưới sống sót. Không chờ đám người kịp phản ứng, Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở đám người trong tầm mắt, tiến nhập chân trời Lôi Vân Hải. Bất quá cũng liền một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa xuất hiện, cực tốc hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, lại có một đạo bạch sắc thiểm quang xuất hiện ở đám người thực hiện, đang điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Đó là một người, mắt sắc tu sĩ nhìn thấy kia bạch sắc thiểm quang, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Tiêu Phàm độ thế nhưng là tuyệt thế hiếm thấy 10 vạn trượng thần vương kiếp A, lúc này, còn có ai có thể ở trong lôi điện hải truy sát Tiêu Phàm? Có thể truy sát Tiêu Phàm, đây chẳng phải là nói rõ, đối phương thực lực so Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn. Không đúng. Đây không phải là người, là lôi kiếp, trong truyền thuyết hình người lôi kiếp. Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh hô lên tiếng. Hình người lôi kiếp, một chút thế hệ trước tu sĩ kinh khủng, bọn họ hiển nhiên cũng nghe nói quá quan đối hình người lôi kiếp sự tình. Tiền bối, cái gì là hình người lôi kiếp? Có tuổi trẻ tu sĩ không nhịn được hỏi. Bọn họ có thể cảm nhận được cái kia hình người lôi điện bất phàm, nhưng cụ thể như thế nào bất phàm? Lại không nói ra được đến, chỉ biết là người này hình lôi kiếp rất đáng sợ. Hình người lôi kiếp, cũng xưng là đế vương kiếp, những người kia hình thiểm điện, chính là giữa thiên địa lạc ấn cường hoành đại đế tàn ảnh, uy năng tuyệt thế, cho dù thần vương cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn có thể địch. Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão sợ hãi than nói. Đại đế, đám người hít một hơi lạnh. Một người độ thần vương cảnh, lại muốn cùng đại đế chiến đấu, đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Không phải chân chính đại đế, chỉ là đại đế tàn ảnh, thực lực cũng liền tương đương với thần vương cảnh tiền kỳ. Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão giải thích nói. Đám người nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, nếu là chân chính đại đế, vậy liền quá đáng sợ. Bất quá, những cái kia đại đế tàn ảnh, thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế, bọn họ tuổi trẻ thời điểm, phong hoa tuyệt đại, quét ngang tất cả địch, cũng là đồng giai vô địch tồn tại. Đại trưởng lão lại bổ sung một câu, muốn vượt qua kiếp nạn này, khó a. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng đình chỉ chiến đấu,
lo lắng nhìn phía xa Tiêu Phàm. Đồng giai vô địch đại đế, đó là cỡ nào uy thế, Tiêu Phàm có thể là đối thủ sao? Kiếm Hồng Trần thực lực rất mạnh, có lẽ có thể vượt qua cũng không nhất định. Có người mở miệng nói. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất hình người lôi điện mà thôi, phía sau còn có 8 đạo, đoán chừng cũng là 8 tôn đại đế tàn ảnh, hơn nữa một cái so với một cái mạnh. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, hắn không coi trọng Tiêu Phàm có thể vượt qua kiếp nạn này. Những người khác hít một hơi lạnh, kẻ khác độ kiếp, cũng chính là 9 đạo lôi kiếp mà thôi, có thể Tiêu Phàm, lại là muốn cùng 9 tôn trẻ tuổi thời đại tuyệt thế đại đế chiến đấu, muốn chiến thắng, lại là biết bao khó khăn. Thánh Nguyên Vụ Hồ đáy Hồ Hùng Lân, cũng là cực kỳ không bình tĩnh, hít sâu một cái nói, lại là trong truyền thuyết đế vương kiếp, đây chẳng qua là hoang cổ thời đại trước kia mới có a. Không chung phía trên, Tiêu Phàm cùng đại đế tàn ảnh chiến đấu, hai người trong lúc nhất thời chiến khó bỏ khó phân. Hình người lôi kiếp, thật đúng là có ý tứ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, Tu La kiếm thi triển đến cực hạn, từng đạo kiếm mang nộ khiếu, ở hắn quanh thân, sát lục pháp tắc thần liên mãnh liệt. Đối mặt hình người lôi kiếp, hắn không có mảy may e ngại, ngược lại chiến ý dâng cao. Đồng giai, hắn không nói vô địch, cũng không sai biệt lắm. Chỉ từ bách sát chiến trường bắt đầu đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp gỡ chân chính đối thủ. Cho dù thiên tinh tử, Tiêu Phàm cũng chỉ là hơi thận trọng đối đãi mà thôi, nhưng trước mắt hình người thiểm điện, lại xa so với thiên tinh tử mạnh hơn. Tiêu Phàm mặc dù không phải tu luyện cuồng ma, nhưng tuyệt đối là một cái chiến đấu cuồng nhân, bây giờ gặp gỡ như thế cường đại hình người lôi kiếp, trong lòng của hắn lại là có chút kích động. Hắn thi triển nhất tâm nhị dụng. Một nửa khác tâm thần ở trong Tu La truyền thừa tìm kiếm liên quan tới hình người lôi kiếp tin tức. Đạo thứ nhất lôi kiếp liền đã như thế đáng sợ, Tiêu Phàm cũng không thể không thận trọng đối đãi. Đế vương kiếp, thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục tìm được liên quan tới hình người lôi kiếp tin tức, lông mày không khỏi vặn thành một cái chữ xuyên, 9 đạo lôi kiếp, 9 tôn đại đế tàn ảnh. Có thể đột phá đại đế nhân vật, trẻ tuổi thời đại, tất nhiên bất phàm, huống chi. Này đế vương kiếp lạc ấn vẫn là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế tàn ảnh. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa lại một tiếng nổ vang, chấn người màng nhĩ phát run, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy vòm trời, lại có một đạo hình người thiểm điện chảy ra mà xuống. Lại một tôn đại đế tàn ảnh, Tiêu Phàm thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên, một tôn đại đế tàn ảnh, ngược lại là không sợ, nhưng mấu chốt là, đạo thứ nhất đại đế tàn ảnh. Sẽ không bởi vì đạo thứ hai đại đế tàn ảnh sinh ra mà biến mất. Nói cách khác, hắn Tiêu Phàm cũng đồng thời đối mặt hai tôn đại đế tàn ảnh, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được cường đại áp lực. Hơn nữa, đây là tôn thứ hai mà thôi, nếu là mình ở tôn thứ ba đại đế tàn ảnh giáng lâm phía trước, không giết chết hai tôn này đại đế tàn ảnh, đến lúc đó hắn muốn đối mặt liền là ba tôn đại đế tàn ảnh. Kéo dài thời gian càng lâu, khác nguy hiểm cũng liền càng lớn. Tiêu Phàm đã sớm nghĩ tới, bản thân thần vương kiếp sẽ không đơn giản, có thể không nghĩ đến sẽ như thế đáng sợ, này có thể so sánh lúc trước vô lượng thần lôi kiếp muốn đáng sợ rất nhiều. Giết chết bọn họ, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm được, đối mặt 9 tôn đại đế tàn ảnh cơ hồ là tất nhiên. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm. Những cái này đại đế tàn ảnh, thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế, dù là chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ. Cũng không phải là dễ giết như vậy. Dù sao, bọn họ ở cái nào đó thời đại, đại biểu thế nhưng là đồng giai vô địch. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc bén con người bỗng nhiên chuyển hướng hướng Nam Thiên bọn họ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tất nhiên như thế, vậy trước tiên đưa bọn họ đoạn đường A. Bang, Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui cái kia hình người lôi kiếp, sau đó bỗng nhiên quay người, hướng về hướng Nam Thiên bọn họ vị trí địa phương bay đi. Phía sau hai tôn đại đế tàn ảnh theo đuổi không bỏ. Hướng Nam Thiên, đưa ngươi một kiện lễ vật, Tiêu Phàm cười to một tiếng, mấy cái lách mình liền đi tới hướng Nam Thiên trước người, một kiếm nổi giận chém mà ra. Kiếm Hồng Trần, ngươi hỗn trướng. Hướng Nam Thiên phẫn nộ gào thét, hắn như thế nào không biết, Tiêu Phàm đem hai đạo người hình thiểm điện dẫn tới ý tứ đây, đây là đem hắn đưa vào chỗ chết a. Không thích sao, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Lại tới gần hướng Nam Thiên thời khắc, bỗng nhiên quay người, vòng qua hướng Nam Thiên, xuất hiện ở một phương hướng khác. Hướng Nam Thiên trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một lần,
không phải chờ hắn suy nghĩ nhiều, hai đạo người hình thiểm điện nháy mắt vồ giết mà tới. Bất đắc dĩ phía dưới, hướng Nam Thiên đành phải đón lấy hai đạo người hình thiểm điện. Nhưng mà, hai đạo người hình thiểm điện, tựa như 10 phần ăn ý đồng dạng, trong đó một đạo nhào về phía hướng Nam Thiên, mà một đạo khác, lại là đuổi sát Tiêu Phàm mà đi. Bành một tiếng, hướng Nam Thiên bị người hình thiểm điện một quyền đánh bay, ngực bị nện ra một cái động lớn, bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn cực tốc lui lại, kinh hãi nhìn xem hình người thiểm điện, người này hình thiểm điện thực lực, viễn siêu hắn tưởng tượng. Một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, dù sao, hắn thế nhưng là Vạn La đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân A, dĩ nhiên một kích liền bại. Hướng Nam Thiên phiền muộn thổ huyết, hắn muốn nói cho hình người thiểm điện, đây không phải ta đang độ kiếp A, người mục tiêu không phải là kiếm hồng trần sao. Khả nhân hình thiểm điện chỗ nào xem cùng nhiều như vậy, nó sứ mệnh, liền là diệt đi Tiêu Phàm. Hướng Nam Thiên đột nhiên ngăn cản nó. Hình người thiểm điện tự nhiên cũng liền đem hướng Nam Thiên trở thành nên giết người. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra âm mưu đạt được tiếu dung, hắn vừa mới một phen thử nghiệm, này đại đế tàn ảnh thực lực cực kỳ cường hoành, có lẽ có thể mượn nhờ nó đến diệt đi hướng Nam Thiên cũng nói không chừng. Sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ là đúng, này đại đế tàn ảnh xa so với hắn dự liệu mạnh hơn. Không, nói cho đúng. Là hướng Nam Thiên so với hắn dự kiến yếu nhược. Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, chỉ cảm giác cả người phát lạnh. Ai cũng không nghĩ đến, này thần vương kiếp vậy mà đang giúp Tiêu Phàm giết người. Cái thứ nhất là hướng Nam Thiên, này cái thứ hai lại là ai đây? Vân Trung Phượng, này cái thứ hai, liền cho ngươi thử xem. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nháy mắt phóng tới Vân Trung Phượng vị trí phương hướng. Ngươi tê liệt, Vân Trung Phượng trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Hắn liền hướng Nam Thiên đều chưa chắc là đối thủ, hiện tại muốn đối phó một cái so hướng Nam Thiên còn muốn cường hoành hình người thiểm điện, đây quả thực liền là chịu chết a. Trên bờ tu sĩ sớm đã nhìn mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ đến, sự tình vậy mà sẽ phát triển đến một bước này. Không cần Tiêu Phàm tự mình động thủ, có lẽ những người này, đều sẽ chết ở hình người lôi điện phía dưới. Rầm rầm rầm, cũng liền làm Vân Trung Phượng bị một đạo hình người thiểm điện nổ sát thời điểm, chân trời liên tục 3 tiếng nổ vang, đoàn người ngạc nhiên nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy 3 đạo hình người thiểm điện vọt xuống. Ta làm sao cảm giác, này đế vương kiếp đang trợ giúp kiếm hồng trần giết địch a? Ta cũng cảm thấy là, này căn bản là không giống như là đang độ kiếp. Đồng cảm, bốn phía tu sĩ vô cùng ngạc nhiên, nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm nhiều nhất cũng liền kiên trì 2-3 đạo hình người lôi kiếp, nhưng bây giờ, hướng Nam Thiên cùng Thiên Tinh Tử bọn họ 8 người, liền có thể cho Tiêu Phàm kháng trụ 8 đạo hình người thiểm điện. Mà Tiêu Phàm, chỉ cần đối phó một đạo hình người thiểm điện là được rồi. Đây không phải kiếm hồng trần cố ý tính toán a? Có người kinh ngạc mở miệng, những người khác nghe vậy, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Nếu quả thật là như thế, kia kiếm hồng trần đây coi là tính cũng quá kinh khủng. Tiêu Phàm nơi nào sẽ tính toán nhiều như vậy, hắn chỉ biết là bản thân thần vương kiếp rất đáng sợ, thế nhưng không nghĩ đến sẽ như thế cường hoành. Hắn thậm chí đều không nghĩ đến hướng Nam Thiên bọn họ vừa lúc có 8 người muốn giết bản thân, cái này có thể nói là một cái trùng hợp mà thôi. Kia 3 đạo hình người thiểm điện rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa đem bọn nó phân cho Nguyệt Thiên Huyền, Thiên Tinh Tử cùng một người khác. Chính hắn lại là không đếm xỉa đến. Còn có 4 người, nhìn thấy nơi xa bị người hình thiểm điện chiến đấu hướng Nam Thiên 5 người, không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Cái này không đúng là kiếm hồng trần độ kiếp sao? Làm sao đột nhiên biến thành thần vương kiếp trợ giúp Tiêu Phàm đối phó bọn hắn? Yên tâm, người người có phần, chớ nóng vội. Tiêu Phàm cười nhìn xem mặt khác 4 người nói. Chớ nóng vội, cấp bách em gái ngươi a, ngươi cả nhà đều cấp bách. Lão tử có bệnh, vội vã đi cùng cái kia hình người thiểm điện chiến đấu. Đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế cường giả lạc ấn A, cho dù là thần vương cảnh, vậy cũng là đồng giai vô địch tồn tại. 4 người khóe miệng cuồng rút, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cho tháo thành 8 khối, sớm một chút giết chết hắn, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Nhanh, hiện tại không có lôi kiếp giáng lâm, chúng ta 4 người mau chóng giết hắn. Mọi người không cần bảo lưu lại.
bằng không đều phải chết. Trong đó một người sốt ruột giận dữ hét. Đối mặt đồng giai đại đế tàn ảnh, bọn họ người nào đều không có nắm chắc, cứ tiếp như thế, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, ba người khác gật gật đầu, bốn người trên người đồng thời bộc phát ra không thể địch nổi khí thế, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Ầm 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 ầm, nhưng mà, cũng liền làm bọn họ vừa mới tới gần Tiêu Phàm thời khắc, chân trời liên tục 5 tiếng nổ vang, đồng thời 5 tôn đại đế tàn ảnh đáp xuống, chớp mắt liền đi tới mấy người phụ cận. Mau lui lại, bốn người sắc mặt đại biến, trong lòng phiền muộn kém chút thổ huyết. Chúng ta là tới giết Kiếm Hồng Trần a, các ngươi không phải cũng là muốn chém giết Kiếm Hồng Trần sao? Địch nhân, không phải là bằng hữu sao? Chúng ta hẳn là đứng ở thống nhất trên chiến tuyến mới đúng a. Khả nhân hình thiểm điện là không có ý thức, bọn chúng chỉ có sát phạt bản năng, bốn người ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn chúng tự nhiên đem mấy người trở thành Tiêu Phàm đồng bọn. Để cho bốn người phiền muộn là, này năm đạo đại đế tàn ảnh, chỉ từ khí thế tới nói, dĩ nhiên so trước đó bốn đạo còn muốn cường đại. Cảm tạ bốn vị hỗ trợ, ta nói các ngươi không cần phải gấp gáp, người người có phần. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, thân hình cực tốc lui lại. Những người này hình thiểm điện muốn giết hắn không giả, nếu không mà nói, cũng không có khả năng làm mặt khác bốn đạo hình người thiểm điện bị ngăn lại sau đó, bọn chúng đồng thời phủ xuống. Bọn chúng chỉ muốn diệt sát Tiêu Phàm, không tiếc bất cứ giá nào, căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội. Nhưng là, những người này hình thiểm điện dù sao không có tự chủ ý thức, cảm nhận được cái khác sinh mệnh khí tức, bọn chúng tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Bốn người bị bốn tôn đại đế tàn ảnh công sát, đánh thổ huyết liên tục, bốn đạo này đại đế tàn ảnh, thế nhưng là phía sau bốn đạo lôi kiếp, uy lực tự nhiên mạnh mẽ không ít. Bọn họ đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết rõ nên lựa chọn trước đó kia bốn đạo hình người thiểm điện, chí ít còn có thể ngăn cản một hồi. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng mạnh nhất đạo kia hình người thiểm điện chém giết cùng một chỗ, dưới chân hắn sinh phong, tốc độ nhanh đến cực hạn, hư không chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bất quá, đối diện đại đế tàn ảnh tốc độ cũng không chậm, thậm chí nhanh hơn mấy phần, cũng may Tiêu Phàm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, khó khăn lắm có thể ngăn cản được. Nếu như người hữu tâm cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Tiêu Phàm tốc độ đang không ngừng kéo lên, cùng cái kia hình người thiểm điện tốc độ càng ngày càng tiếp cận. Hắn quanh thân sát lục pháp tắc biến mất, chiếm lấy là phong chi pháp tắc, đang cùng đại đế tàn ảnh giao phong quá trình bên trong, phong chi pháp tắc cũng đang phát sinh vi diệu biến hóa. Hảo cường đại thiên phú, dĩ nhiên ở trong chiến đấu thuế biến. Đáy hồ Hùng Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, vô cùng kinh hãi nói. Bốn phía tu sĩ lạnh ngắt im ắng, ánh mắt si ngốc nhìn xem Thánh Nguyên Vụ Hồ phía trên, nơi đó cũng đã loạn thành một đoàn, hư không nổ tung, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Bạch Ma bố trí trận pháp, ở đám người công sát phía dưới, cũng rốt cục phá vỡ. Bất quá giờ phút này, trận pháp cũng đã không trọng yếu, những người này hình thiểm điện tập trung vào bọn họ, coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hướng Nam Thiên tám người toàn bộ đều phiền muộn đến cực điểm. Trong lòng không ngừng gào thét, chúng ta là tới giết Kiếm Hồng Trần a, làm sao hiện tại trở thành Kiếm Hồng Trần đả thủ. Hỗn trướng, a lúc này, một tiếng nộ khiếu hấp dẫn đám người lực chú ý, lại là Vân Trung Phượng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn máu me khắp người, loạn phát bay tứ tung. Hắn thực lực cố nhiên bất phàm, nhưng cùng thần vương cảnh tiền kỳ đại đế tàn ảnh so sánh, chênh lệch không phải bình thường lớn. Không đến 20 cái hô hấp thời gian. Hắn liền bị kia đại đế tàn ảnh đánh thổ huyết không ngừng, toàn thân trên dưới, đâu đâu cũng có vết thương, trên người áo bào, cũng đã toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. Kiếm Hồng Trần, ta thương Vân Cổ Vực, định cùng ngươi không chết không thôi. Vân Trung Phượng gầm thét một tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn mi tâm hỏa diễm Phượng Hoàng ấn ký, đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, cuồn cuộn hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát mà ra. Đồng thời, hắn mi tâm bỗng nhiên bay ra một đầu huyết hồng sắc phượng hoàng hư ảnh, hoảng sợ chi uy tản ra. Huyết hồng sắc phượng hoàng hai cánh chém một cái, sắc bén móng vuốt hướng về cái kia hình người thiểm điện nộ sát mà đi. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, lại là nhìn thấy hình người thiểm điện tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhanh không chỉ gấp 10 lần, lắc mình một cái, liền nháy mắt xuyên thủng huyết sắc phượng hoàng, hóa thành vô tận hỏa diễm mãnh liệt tứ phương.
Làm sao sẽ? Vân Trung Phượng kinh khủng không thôi, trong mắt lộ ra sợ hãi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, cái kia hình người thiểm điện, dĩ nhiên như thế tấn mãnh, vừa mới một sát na kia, bộc phát thực lực, tuyệt đối không chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Vân Trung Phượng chỉ cảm giác ngực phát lạnh, hắn trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Phốc phốc, đột nhiên, Vân Trung Phượng mi tâm, một đạo máu tươi bắn ra, hắn thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, hai nửa thi thể còn có vô số lôi điện khuấy động. Bất quá, hắn nhục thân hủy diệt, linh hồn vẫn như cũ còn sống. Ta chết, Vân Trung Phượng trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, tràn đầy sợ hãi. Cũng liền ở lúc này, lại một đạo thân ảnh từ không trung đáp xuống, nhô ra một đầu đại thủ, nháy mắt chụp về phía Vân Trung Phượng hai nửa thi thể. Oanh một tiếng nổ vang, Vân Trung Phượng thi thể và cùng linh hồn, nháy mắt bị kia bàn tay đánh trúng, nháy mắt biến mất, hư không bên trong, lại không Vân Trung Phượng bất luận cái gì khí tức. Chết, đoàn người hít một hơi lạnh, đây chính là Vân Trung Phượng A, có được tiên thiên thần ấn Vân Trung Phượng, dĩ nhiên chết. Đại trưởng lão, vừa mới là chuyện gì xảy ra, hùng chiến cũng bị vừa mới kia đại đế tàn ảnh bộc phát thực lực giật nảy mình. Hình người lôi kiếp, chuyên khắc tiên thiên thần ấn. Đại trưởng lão hít sâu một cái, cuối cùng phun ra một câu. Hình người lôi kiếp, chuyên khắc tiên thiên thần ấn. Đám người một mặt kinh ngạc, nếu như là nói như vậy, vậy những thứ này người, chẳng phải là đều muốn chết ở nơi này. Tiên thiên thần ấn, chẳng qua là đại đế cường giả trước khi chết, đem suốt đời truyền thừa cùng một bộ phận lực lượng ngưng tụ ở cùng một chỗ mà thôi, công kích xác thực rất mạnh. Đại trưởng lão lại nói ra, bốn phía tu sĩ vểnh tai nghe. Dừng một chút, đại trưởng lão lại nói, nhưng là, hiện tại bọn hắn nhưng là ở đế vương kiếp lĩnh vực phía dưới, những cái kia đại đế tàn ảnh cảm nhận được siêu việt thần vương cảnh lực lượng, tự nhiên sẽ điều động lôi kiếp lực lượng. Liền tựa như, cái kia hình người thiểm điện ngộ nhận là đại đế cường giả đang độ kiếp, tự nhiên muốn địch nổi đối ứng với nhau uy lực lôi kiếp, trong nháy mắt, hình người thiểm điện thực lực, cũng liền tương đương với đại đế tiền kỳ. Đại đế tiền kỳ. Đám người trong lòng run lên. Có ít người lại là khóe miệng giật một cái, kia vừa mới Vân Trung Phượng thi triển ra tiên thiên thần ấn, chẳng phải là tương đương với tự sát. Kiếm Hồng Trần, người dĩ nhiên giết Vân Trung Phượng. Nguyệt Thiên Huyền kinh khủng, Vân Trung Phượng có thể liền tiên thiên thần ấn lực lượng đều kích phát a, vẫn như trước chết. Kế tiếp, có phải hay không sẽ đến phiên hắn đây? Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Nhè răng cười nói, huống hồ, giết chết hắn cũng không phải ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi bản thân không trân quý, nói thật, ta với ngươi Nguyệt gia, còn thật không có quá đại thù hận. Nguyệt Thiên Huyền nghe vậy, trong mắt vui vẻ, chẳng lẽ Tiêu Phàm là muốn cùng bản thân hòa giải. Bất quá, ai bảo ngươi lặp lại nhiều lần muốn giết ta đây. Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng. Buông tha Nguyệt Thiên Huyền, hắn thật đúng là không ý nghĩ này. Nguyệt Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt, bản thân giờ phút này bị Tiêu Phàm làm khỉ đùa nghịch, nhưng hắn lại không thể làm gì. Cái kia hình người thiểm điện một quyền ghi chép Nguyệt Thiên Huyền ngực, tháng thiên tuyết cả người đều bị nướng cháy đen, trong miệng oa oa ho ra máu, lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống. Lại đến một kích, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Ta muốn giết ngươi, Nguyệt Thiên Huyền phẫn nộ thời khắc, mi tâm bạch sắc ngọc thạch tức khắc chán phóng sáng chói quang mang. Toàn bộ thiên khung đều bị một cỗ cường đại nguyệt hoa chi lực ăn mòn. Lại một cái tự sát, nơi xa, hùng chiến nhìn thấy một màn này, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói. Quả nhiên, làm Nguyệt Thiên Huyền sau lưng xuất hiện một cái nguyệt lượng hư ảnh thời điểm, cái kia hình người thiểm điện khí thế đồng thời tăng vọt, nháy mắt xuyên thấu Nguyệt Thiên Huyền thân thể. Không, Nguyệt Thiên Huyền ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, bản thân thế nhưng là kích phát thiên thiên thần ấn A. Làm sao sẽ chết càng nhanh đây? Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm lắc mình một cái, lần nữa vọt tới Nguyệt Thiên Huyền trước người, đưa tay vỗ một cái, trực tiếp đem Nguyệt Thiên Huyền cho đánh giết. Đồng thời, công sát Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng hai tôn đại đế tàn ảnh, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm áp lực tăng gấp bội. Bất quá Tiêu Phàm không có chính diện giao phong, mang theo ba tôn hình người thiểm điện, phóng tới hướng Nam Thiên. Hướng Nam Thiên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bản năng kích phát mi tâm kiếm hình ấn ký, nhưng hắn không biết, hiện tại tiên thiên thần ấn,
trở thành hắn tử vong chất xúc tác. Hai tôn đại đế tàn ảnh thực lực bạo tăng, đồng thời quán xuyên hướng Nam Thiên thân thể, hướng Nam Thiên liền kêu thảm đều không kịp gọi ra, liền bỏ mình đạo tiêu. Cái thứ ba tự sát, Hùng Chiến khóe miệng giật một cái. Tiêu Phàm nhìn thấy hướng Nam Thiên tử vong, giương tay vồ một cái, lại một chảo đánh phía hướng Nam Thiên thi thể. Bất quá, này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, Tiêu Phàm tiếp tục dẫn bốn cỗ hình người thiểm điện, thành công hướng mặt khác năm người phóng đi. Năm người kia vốn cũng không phải là đại đế tàn ảnh đối thủ, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, toàn bộ đều tuyệt vọng. Bọn họ đều có át chủ bài, nhưng những cái kia át chủ bài, đều căn bản ngăn không được đại đế tàn ảnh, chỉ có mi tâm tiên thiên thần ấn, còn có sức đánh một trận. Gần như đồng thời, ngoại trừ thiên tinh tử bên ngoài bốn người, đồng thời kích phát mi tâm tiên thiên thần ấn. Bọn họ chỗ nào biết rõ, những người này hình thiểm điện chính là bọn họ tiên thiên thần ấn khắc tinh đây. Lại là bốn cái tự sát, Hùng Chiến cũng đã chết lặng, run giọng nói, đây là tập thể tự sát sao? Hùng Chiến thoại âm rơi xuống, bốn người toàn bộ bị người hình thiểm điện oanh sát, căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống. Tiên thiên thần ấn, nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối là thần vương cảnh cùng với phía dưới tu vi tu sĩ cường đại nhất át chủ bài. Nhưng là ở dưới đế vương kiếp, lại chỉ sẽ để bọn hắn chết càng nhanh, cùng tự sát không khác. Tiêu Phàm thân hình nhanh chóng biến hóa, vọt tới bị người hình thiểm điện sát chết bốn người trước mặt, lần nữa đem bốn người thi thể nghiền sát, cái gì đều không lưu lại. Đoàn người nhìn thấy, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên run rẩy, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Hướng Nam Thiên bọn họ bảy người chết rồi, có thể Tiêu Phàm lại là liền bọn họ thi thể đều không buông tha, này thật không phải bình thường tàn nhẫn. Không đúng, tiểu tử kia không phải đang hủy diệt bọn họ thi thể. Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão đột nhiên híp híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Hắn trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa như đoán được Tiêu Phàm mục đích. Muốn chọc thủng trời, lúc này, có người kinh hô lên tiếng, chỉ cảm giác toàn thân run lên. Tiêu Phàm chém giết thất đại thiên kiêu, có thể đều là đế vực cùng cổ vực tuyệt thế thiên tài a, bọn họ chết rồi, mấy người phía sau vị trí thế lực, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Hướng Nam Thiên chết rồi, Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng bọn họ cũng chết rồi, Vạn La Đế Vực, Huyền Nguyệt Cổ Vực, Thương Vân Cổ Vực, chắc chắn sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Dù sao, những người này, có thể đều là đại biểu cho một cái cổ vực cùng đế vực hy vọng. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, Tiêu Phàm muốn đối mặt, là đông đảo đế vực cùng cổ vực cường giả gạt bỏ, trong đó không thiếu đại đế cấp bậc cường giả. Mà Tiêu Phàm, coi như thiên phú lại cao hơn. Ở bách sát chiến trường trước khi đi, lại có thể đột phá đại đế cảnh. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến rồi lại biến, cho rằng Tiêu Phàm đây là đang cho mình đào phần mộ. Kiếm Hồng Trần vị trí thiên vũ vực có vẻ như liền lệ thuộc về Vạn La Đế vực A, người này liền hướng Nam Thiên đều dám giết. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, hắn vị trí thiên vũ vực, đoán chừng tất cả sinh linh đều sẽ bị Vạn La Đế vực gạt bỏ. Ai, hắn không nên xính sảng khoái nhất thời A. Chính hắn chết cũng liền bình thường, còn muốn liên lụy thiên vũ vực vô số sinh linh. Đế vực lửa giận, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lắng lại, nắm giữ tiên thiên thần ấn người, có thể đều là ngưng tụ một đại gia tộc, thậm chí một vực hy vọng. Rất nhanh, bách sát tháp đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó bách sát chiến trường sẽ kết thúc. Hướng Nam Thiên bọn họ chết rồi, hắn hiện tại có thể chưa hẳn có thể từ đế vương kiếp phía dưới sống sót. Có thể hay không sống sót rời đi bách sát chiến trường đều nói chưa chắc. Đoàn người âm thầm cảm thán, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm đã là một cái người chết, chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bọn họ cũng lộ ra ngưng trọng, bọn họ cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả giết 7 người, mặc dù không phải tự tay giết chết, nhưng bọn hắn chết, nhất định sẽ trách tội đến Tiêu Phàm trên người. Sự tình xác thực có chút phiền toái a. Bạch Ma than nhẹ một tiếng, dù là lấy hắn tâm tính, nội tâm cũng 10 phần không bình tĩnh, trong lòng thầm nói, nhìn đến, ta cũng muốn mau chóng khôi phục tu vi mới được, hy vọng đến lúc đó có thể giúp hắn một thanh. Này phong tử tên điên, phong tử tên điên. Đang cùng Cổ Nhược Trần chiến đấu, Cổ Huyền Cơ gầm thét không thôi. Hắn bị Cổ Nhược Trần áp chế tại hạ phong, trong lòng lúc đầu cũng có chút không cam lòng, có thể thấy Tiêu Phàm đổ sát hướng Nam Thiên bọn họ một màn này.
trong lòng lại là dâng lên thấy lạnh cả người. Liên sát cổ vực cùng đế vực thất đại thiên tài, đây không phải phong tử tên điên lại là cái gì đâu. Nhưng mà, Lôi Vân phía dưới Tiêu Phàm giờ phút này nhưng không có cố kỵ những cái này, bây giờ tám tôn đại đế tàn ảnh vây công hắn, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là vượt qua thần vương kiếp lại nói. Thiên tinh tử, hiện tại tới phiên ngươi, Tiêu Phàm đột nhiên nộ khiếu một tiếng, lấy cực nhanh thân pháp hướng về thiên tinh tử vị trí tới gần. Nếu như đã động thủ, vậy liền muốn triệt để, dứt khoát đem thiên tinh tử giết. Đoàn người nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi không thôi, Tiêu Phàm này phong tử tên điên thậm chí ngay cả thiên tinh tử đều không buông tha. Phải biết, đại hoang đế vực, thế nhưng là so vạn la đế vực đều muốn cường hãn a, nếu như thiên tinh tử chết rồi, đoán chừng không chỉ thiên vũ vực sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ngay cả vạn la đế vực, cũng có thể muốn bị liên lụy, hai đại đế vực khai chiến, không may liền là hai đại đế vực vô số sinh linh. Thiên tinh tử sắc mặt băng hàn, hắn bị đạo kia đại đế tàn ảnh công kích, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, nhưng cuối cùng còn có sức phản kháng. Bây giờ Tiêu Phàm mang theo tám tôn đại đế tàn ảnh công sát mà tới, đến lúc đó hắn muốn đối mặt nhưng chính là mấy tôn đại đế tàn ảnh a. Một tôn đại đế tàn ảnh hắn đều không phải đối thủ, nếu như đối mặt mấy tôn, hắn lại sao có thể địch. Kiếm Hồng Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể sống sót, ta nhất định phải tự tay lấy ngươi tính mệnh. Thiên tinh tử phẫn nộ đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi gầm thét một tiếng. Đột nhiên, hắn trước người bỗng nhiên xuất hiện một mặt kim sắc chống trận bên trên lưu chuyển lên thần mang, hắn một tay nắm lấy một cái cổ chùy, dùng sức một kích. Thời không chiến cổ quả nhiên ở trong tay ngươi, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn cũng đã đoán được thiên tinh tử dự định. Đông, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, giống như thiên lôi lôi minh vang lên, từng đạo đáng sợ năng lượng ba động hướng về tứ phía bát phương bao phủ mà đi. Ở thời điểm then chốt, thiên tinh tử không có thi triển hắn mi tâm tiên thiên thần ấn, vừa mới một màn kia màn, thiên tinh tử cũng đã ẩn ẩn đoán được một chút. Ở trong này thi triển tiên thiên thần ấn, chẳng những không thể cứu bản thân, hơn nữa còn sẽ để cho bản thân chết càng nhanh. Nhưng là, dùng thời không chiến cổ lại không giống, độ kiếp thời điểm sử dụng pháp bảo khiêng lôi kiếp, những cái kia đại đế tàn ảnh cũng sẽ không đột nhiên thực lực tăng vọt. Một trận này, công sát hắn đạo kia đại đế tàn ảnh bỗng thân hình ngưng một cái, bị kia tiếng trống chấn kém chút nổ tung. Thiên tinh tử nhìn thấy, lại dùng sức gõ mấy lần, hư không vỡ ra. Một đạo hư vô liệt phùng xuất hiện, thiên tinh tử không chút do dự bước vào. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, thiên tinh tử cũng đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là chạy trốn. Tính ngươi vận khí tốt, Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Đó là pháp bảo gì, dĩ nhiên có thể xé nát lôi vân phía dưới không gian. Đoàn người cũng là bị thiên tinh tử thủ đoạn cho khiếp sợ đến, có thể ở dưới đế vương kiếp chạy trốn, thiên tinh tử tuyệt đối là đệ nhất nhân. Bất quá rất nhanh, đám người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người, thiên tinh tử thoát đi, hiện tại Tiêu Phàm muốn đối mặt, thế nhưng là chân thật chín tôn đại đế tàn ảnh. Chín tôn A, cho dù là một tôn, liền có thể làm cho thần vương cảnh tiền kỳ tuyệt thế thiên kiêu sợ hãi, hiện tại Tiêu Phàm lại muốn một mình đối mặt chín tôn, lại làm sao có thể là đối thủ đây. Tiêu Phàm thần sắc, cũng biến vô cùng ngưng trọng, đối mặt chín tôn đại đế tàn ảnh. Hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, lúc này sợ hãi không có bất cứ ý nghĩa gì, có thể vượt qua kiếp nạn này, hắn liền có thể đột phá chân chính thần vương cảnh. Không vượt qua được, chỉ có một con đường chết, hiện tại hắn có thể làm, liền là tìm đường sống trong chỗ chết. Toàn lực một trận chiến, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Chín tôn đại đế, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi vẫn là như thế nào kinh khủng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí dâng lên mà ra. Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết gào thét, giống như một đầu man hoang cổ thú ẩn núp ở hắn thể nội, gào thét, nộ minh. Ở hắn quanh thân, hiện lên một phiến kim sắc khí diễm, bá đạo tuyệt luân, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo. Chỉ thấy chân hắn giẫm cửu tiêu đạp thiên hoa, tay phải tu la kiếm, quanh thân quấn vòng quanh hai loại nhan sắc pháp tắc thần liên ở hư không xen lẫn. Xuyên toa, trên người khí thế cơ hồ đạt đến cực hạn. Hai loại pháp tắc chi lực sao? Đáng tiếc, này vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Đoàn người đều thật sâu cảm nhận được Tiêu Phàm cường hoành,
lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực người, có thể xưng là chân chính thiên tài. Nhưng đám người vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm, dù sao hắn đối mặt là chín tôn đại đế tàn ảnh, có thể trở thành đại đế người, người nào cũng không phải lĩnh ngộ vượt qua hai loại pháp tắc chi lực đây. Huống chi, những cái này có thể đều là tuyệt thế đại đế, có thể được đế vương kiếp ghi chép, đoán chừng yếu nhất đều lĩnh ngộ ba loại trở lên pháp tắc chi lực. Ở chín tôn đại đế vây công dưới, Tiêu Phàm mấy lần bị thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá cũng không làm bị thương hắn căn bản. Không hổ là tuyệt thế đại đế tuổi trẻ thời điểm, bậc này chiến lực, đoán chừng đều không kém gì bình thường thần vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi than nói. Trên người hắn chiến ý càng ngày càng nồng đậm, khóe miệng cũng câu lên một vòng cười tà. Tiêu Phàm lại cười, đoàn người một trận kinh ngạc, lúc này Tiêu Phàm còn cười được, chẳng lẽ hắn còn có thể là chín tôn đại đế tàn niệm đối thủ. Hô, đúng lúc này. Cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ Tiêu Phàm trên người hiện lên mà ra, kim sắc hỏa diễm mãnh liệt bốn phía, chung quanh mấy chục dặm chu vi nháy mắt hóa thành một phiến hỏa diễm hải. Chân trời hắc vân cuồn cuộn, phía dưới kim sắc hỏa diễm bốc lên, lẫn nhau chiếu rọi, thanh thế kinh người. Ở Tiêu Phàm sau lưng, càng là có một vòng hắc sắc hỏa diễm động thiên, lờ mờ có thể nhìn thấy một khuôn mặt người, cùng một tôn vương miện. Thần hỏa. Đoàn người sợ hãi thán phục không thôi, không nghĩ đến Tiêu Phàm còn có dạng này át chủ bài. Không đúng, này hỏa diễm động thiên, ta làm sao cảm giác ở đâu gặp qua đây? Có một cái tuổi trẻ tu sĩ mở miệng, đột nhiên kinh hô, đúng rồi, thiên vũ vực có gọi Tiêu Phàm, ta nhìn qua hắn chiến đấu hình ảnh, cũng là có dạng này hỏa diễm động thiên, chẳng lẽ hắn liền là Tiêu Phàm? Hẳn không phải là, người nói Tiêu Phàm ta cũng nghe nói qua. Chính là thiên vũ vực không ai bị nổi thiên tài, chỉ là cuối cùng bị thiên võ thần sơn đuổi, đoán chừng không có tiến vào bách sát chiến trường. Lại có một cái bạch y tu sĩ mở miệng. Những người này chính là huyền nguyệt cổ vực người, lúc trước cơ duyên xảo hợp được chứng kiến Tiêu Phàm chiến đấu hình ảnh, nháy mắt liên tưởng đến Tiêu Phàm. Chỉ là, bọn họ cũng không dám xác định, dù sao, Tiêu Phàm có thể liền bách sát chiến trường đều không tiến vào. Hơn nữa. Tu luyện ra hỏa diễm động thiên người mặc dù ít, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có. Tiêu Phàm cùng Kiếm Hồng Trần đều là thiên vũ vực người, có thể đồng thời tu luyện đồng dạng hỏa diễm động thiên cũng không có cái gì quá không được. Bất quá cho dù như thế, bọn họ không có đem Tiêu Phàm cùng Kiếm Hồng Trần xem như cùng một người, nhưng hai người quan hệ không ít, vạn la đế vực khẳng định đều sẽ không buông tha bọn họ. Đáng tiếc a, thiên vũ vực thật vất vả ra một dạng thiên tài này. Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có thế hệ trước tu sĩ cảm thán nói. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nắm chặt nắm đấm, lo lắng đến cực điểm. Lôi vân phía dưới, Tiêu Phàm cùng chín tôn đại đế tàn ảnh kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, trên người vết thương càng ngày càng nhiều, trong miệng ho ra máu liên tục. Hai loại pháp tắc chi lực rõ ràng không đủ, lúc này, Tiêu Phàm quanh thân có chán phóng một đạo quang mang, lại một loại pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Ba loại pháp tắc chi lực, nơi xa tu sĩ kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, một cái hô hấp không đến thời gian, Tiêu Phàm bỗng nhiên lại liên tục xuất hiện hai loại pháp tắc quang mang. Năm loại, có người run rẩy kêu lên, ở đây tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Lĩnh ngộ hai loại pháp tắc có thể xưng là thiên tài, ba loại xưng là thiên kiêu, bốn loại xưng là yêu nghiệt, kia năm loại đây. Quái thai. Hô hô, không đám người nhóm từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm quanh thân lần nữa chán phóng hai loại pháp tắc quang mang, trong đó nhan sắc pháp tắc thần liên xen lẫn. Bảy loại, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc chi lực, Thánh Nguyên Bộ Lạc Hùng chiến tựa như sống gặp quỷ đồng dạng, hét lớn, nói chuyện đều có chút lắm mồm. Giờ khắc này, toàn trường một phiến tĩnh mịch. Lĩnh ngộ năm loại pháp tắc chi lực xưng là quái thai. Kia lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc chi lực, chẳng phải là tuyệt thế quái thai. Khó trách Tiêu Phàm thần vương cảnh lại là trong truyền thuyết đế vương kiếp, đồng thời lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc chi lực, nếu là độ bình thường thần vương kiếp, chẳng phải là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả đáy hồ Hùng Lân cũng trợn tròn mắt, Tiêu Phàm thực lực quá vượt qua hắn dự liệu. Bảy loại pháp tắc chi lực a, hắn Hùng Lân sống vô số tuế nguyệt, dạng người gì chưa thấy qua. Nhưng lại còn coi chưa bao giờ gặp qua đồng thời lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc chi lực người. Bọn họ không biết là,
này bảy loại pháp tắc chi lực vẻn vẹn Tiêu Phàm bản thân lĩnh ngộ, nếu như điều động nội thiên địa lực lượng mà nói, đoán chừng mười mấy loại pháp tắc chi lực đều không sao cả. Đối mặt chín tôn đại đế tàn ảnh, Tiêu Phàm giờ phút này cũng là không có chút nào giữ lại thể hiện bản thân át chủ bài. Này thần vương kiếp, rõ ràng không có dễ dàng như vậy có thể vượt qua, thậm chí Tiêu Phàm ở phỏng đoán, có lẽ không chém giết này chín tôn đại đế tàn ảnh, lôi vân liền vĩnh viễn không tán đi. Tất nhiên như thế, vậy hắn cũng chỉ có toàn lực ứng phó, chân chính liều mạng. Hô hô hô, ở đoàn người sợ hãi thán phục âm thanh bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh bỗng nhiên sinh ra huyễn ảnh, một đạo, hai đạo. Trong hô hấp, Tiêu Phàm một phần vì chín, bản thể cùng tám cỗ linh hồn phân thân đồng thời đón lấy chín tôn đại đế tàn ảnh. Linh hồn phân liệt năng lực, Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão cả kinh kêu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật một dạng. Những người khác sớm đã chết lặng, Tiêu Phàm át chủ bài, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tiêu Phàm một người độc chiến chín tôn đại đế tàn ảnh có lẽ không phải đối thủ, nhưng bây giờ nắm giữ tám cỗ linh hồn phân thân, kia kết cục khả năng liền chưa hẳn chú định. Hiểu rõ linh hồn phân liệt năng lực người đều rõ ràng, linh hồn phân thân cùng bản thể chênh lệch cũng không phải quá lớn, trừ phi phân liệt linh hồn phân thân rất nhiều. Đương nhiên, này linh hồn thiên phú cũng không phải là không có nhược điểm, kia chính là đối thần lực và linh hồn chi lực tiêu hao cực lớn. Người bình thường căn bản không chống đỡ được bản thể cùng tám cỗ linh hồn phân thân chiến đấu. Có thể nói, Tiêu Phàm đối mặt chín tôn đại đế tàn ảnh, cũng là chân chính liều mạng. Qua nhiều năm như vậy, đây tuyệt đối là hắn đối mặt rất mạo hiểm một trận chiến, mặc dù đối thủ cảnh giới cũng không vượt qua hắn quá nhiều, nhưng này thực lực tuyệt đối là kinh khủng nhất. Chín tôn thần vương cảnh tiền kỳ đại đế tàn ảnh, hợp lực một trận chiến, mặc dù so ra kém đại đế, nhưng tuyệt đối là thần vương cảnh bên trong vô địch tồn tại. Đã ngươi không muốn để cho ta vượt qua kiếp nạn này, vậy ta liền nguyên một đám giết cho ngươi xem. Tiêu Phàm ngóng nhìn lấy thiên khung, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn biết rõ mình là thiên đố chi nhân, nhưng thế này sao lại là trời ghét a? Rõ ràng là lão thiên gia nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, không cho hắn lưu bất luận cái gì đường lui. Giết, chín cái Tiêu Phàm đồng thời gầm thét. Bỗng nhiên nhào về phía đối diện chín tôn đại đế tàn ảnh. Ầm ầm, chân trời nổ vang liên tục, hư không vỡ nát, lôi vân quay cuồng, một phiến mặt thế cảnh tượng, cơ hồ cho người tuyệt vọng. Người bình thường cũng đã nhìn không thấy lôi vân phía dưới phát sinh tất cả, chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, lờ mờ có thể bắt được từng tia quỹ tích. Cho dù như thế, những cái kia thần vương cảnh hậu kỳ cường giả mới khó có thể bình tĩnh. Bởi vì, kia lôi vân Tiêu Phàm dĩ nhiên cùng chín tôn đại đế tàn ảnh chiến không phân trên dưới. Phải biết, thiên tinh tử bọn họ một người độc chiến một tôn đại đế tàn ảnh đều không phải đối thủ a, hướng nam thiên bọn họ tức thì bị bắt buộc ra tiên thiên thần ấn, cuối cùng chết thảm. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm một người độc chiến chín tôn đại đế tàn ảnh, lại tương đương nhau, này khiến bọn họ như thế nào không sợ hãi. Nhất là hùng chiến, hắn chỉ cảm giác hãi hùng khiếp phía. Một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Hắn trong đầu hồi tưởng lên mấy ngày trước mình cùng Tiêu Phàm chiến đấu một màn kia, mặc dù Tiêu Phàm cải biến khuôn mặt, nhưng thần lực khí tức lại không có biến hóa, hùng chiến liếc mắt liền nhận ra hắn lúc này mới phát hiện, nếu như không phải hắn đánh lén, Tiêu Phàm căn bản liền sẽ không bị thương. Còn tốt lúc ấy Tiêu Phàm không có cùng hắn liều mạng, bằng không hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Lôi vân phía dưới. Vô tận chi hỏa nộ khiếu, kiếm khí ngang dọc, Tiêu Phàm bản thể đối chiến một tôn đại đế tàn ảnh, xuất thủ tốc độ sắp tới cực hạn. Bảy loại pháp tắc chi lực đồng thời thi triển, đồng thời lại chia ra tám cỗ linh hồn phân thân, cái này đối hắn tới nói, cũng là cực lớn gánh vác. Loại trạng thái này, hắn căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù bình thường thần vương kiếp có thời gian hạn chế, nhưng là Tiêu Phàm không dám đánh cược. Một phần vạn những người này hình thiểm điện không bị chém giết, liền sẽ một mực tồn tại, cuối cùng chết mất đúng là hắn. Không thể không nói, những người này hình thiểm điện thật không phải bình thường cường đại, Tiêu Phàm bản thể độc chiến một tôn đại đế tàn ảnh, dĩ nhiên thật lâu chém giết không được. Hơn nữa, chính hắn cũng bị thương không nhẹ, cũng may hắn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, thân thể sức khôi phục kinh người, chỉ là hắn thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Không được. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Tiêu Phàm trên mặt cũng lóe qua một tia vẻ lo lắng, não hải bên trong nguyên một đám ý niệm nhanh chóng lóe qua, tìm kiếm lấy chém giết những người này hình thiểm điện phương pháp. Hóa thân tu la, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới biện pháp này, có thể cuối cùng bị hắn bác bỏ, tu la chi thể, đây chính là hắn cuối cùng át chủ bài. Hơn nữa, một khi biến thân tu la ma ảnh cũng có thể sẽ bạo lộ ra. Bạch Ma đã từng nói qua, tốt nhất đừng tùy tiện biểu hiện ra tu la ma ảnh, này ở trong mắt một ít người, thế nhưng là cấm kỵ tồn tại. Cho dù mượn nhờ tu la chi thể độ qua cái này một lần thần vương kiếp, đến lúc đó muốn đối mặt có thể là càng nhiều phiền phức. Huống hồ, hắn bây giờ còn chưa đến tuyệt vọng cấp độ, chí ít, này chín tôn đại đế tàn ảnh tạm thời còn muốn không được hắn tính mệnh. Nếu như một phần vạn ngăn cản không được, vậy cũng đành phải bại lộ tu la ma ảnh tồn tại. Đúng rồi, ta còn có nghịch loạn đồng, thế nhưng là có thể tùy tiện xem thấu pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành. Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nghịch loạn đồng, mở. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát mắng, hắn bản thể hai con ngươi biến thành huyết hồng sắc, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, ở Tiêu Phàm trong con mắt, có một đầu màu đậm huyết u minh đang lượn lờ. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trước mắt thế giới nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn trước người đại đế tàn ảnh, dĩ nhiên biến thành bạch sắc, hơn nữa chung quanh đan xen vô số pháp tắc thần liên. Mặc dù không biết nghịch loạn đồng đây là cái gì thần thông, nhưng không có chút nào nghi vấn, cực kỳ cường đại. Người này hình thiểm điện, dĩ nhiên toàn bộ đều là do pháp tắc chi lực tổ thành. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, khó trách này đại đế tàn niệm như thế đáng sợ. Hồng hộc, lúc này, đại đế tàn ảnh bỗng nhiên một trưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, nhanh như sét đánh, trong lúc hô hấp liền đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Bất quá lần này, Tiêu Phàm nhưng không có trốn tránh. Mà là ở trực tiếp nghênh đón, chỉ là đang chạm tới đại đế tàn ảnh một sát na kia, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên hướng một bên di động một thước 0,33m cự ly. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm nâng lên trong tay tu la kiếm, lăng không chém một cái, thẳng từ đại đế tàn ảnh thiên linh cái giận bổ xuống. Phốc phốc một tiếng, hình người thiểm điện bỗng nhiên một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí khuấy động, nổ tung đến. Hắn dĩ nhiên giết chết một tôn đại đế tàn ảnh, Hùng Chiến hít một hơi lạnh, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Cái khác nhìn không thấy chiến đấu cụ thể tình thế người nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi, ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thật có giết chết đại đế tàn ảnh thực lực. Không đúng, kia đại đế tàn ảnh lại khôi phục, bọn chúng là hình người thiểm điện, căn bản giết không chết. Tiểu tử kia lần này phiền toái, Hùng Chiến kinh ngạc không thôi. Hình người thiểm điện căn bản giết không chết, Tiêu Phàm lại làm sao có thể là bọn chúng đối thủ. Giết không chết, Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, vừa mới một kiếm kia, nếu như là chân chính sinh linh, tuyệt đối chết đến không thể lại chết, thần hồn câu diệt. Có thể người này hình thiểm điện lại giết không chết, vậy còn đánh như thế nào? Ta liền không tin thật giết không chết, Tiêu Phàm không tin tà, ở hắn nghịch loạn đồng phía dưới, hết thảy đều dường như biến chậm chạp. Không gian pháp tắc cùng phong chi pháp tắc đồng thời thi triển, hắn tốc độ cũng đã không kém gì đại đế tàn ảnh. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lại là một kiếm chạm ra, căn bản không cho cái kia hình người thiểm điện khôi phục cơ hội. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bọn chúng chỉ là hình người thiểm điện, chỉ cần lôi vân không biến mất, đoán chừng liền sẽ không ngừng phục sinh. Tiêu Phàm trong đầu tính toán rất nhanh về, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười, giết không chết, vậy liền đem các ngươi đều nuốt, không có lôi điện pháp tắc chi lực, ta nhìn các ngươi còn như thế nào ngưng tụ. Trưởng trung thiên địa, Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cái quang cầu nhanh chóng biến lớn, bao phủ chu vi 10 dặm, bị hắn chém giết cái kia hình người thiểm điện đều bị bao phủ ở bên trong. Đồng thời, Tiêu Phàm nhanh chóng rút ra lôi điện pháp tắc lực lượng. Nội thiên địa vốn liền là hắc sắc vòng xoáy thuế biến mà thành, đối pháp tắc chi lực ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau một khắc, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, theo lấy hắn hấp thu kia lôi điện chi lực, nội thiên địa dĩ nhiên nhanh chóng biến thanh minh, mà lại còn đang không ngừng khuếch tán. Trước đó nội thiên địa chân chính có thể dùng đến phạm vi chỉ có mấy mười trượng lớn nhỏ, vẻn vẹn chốc lát, lại là không sai biệt lắm không nhiều bên trong phương viên. Cái này tốt, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện. Này đế vương kiếp,
có vẻ như cũng không phải là thật cái gì cũng sai. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như có thể đem này chín tôn đại đế tàn ảnh ngưng tụ lôi điện pháp tắc toàn bộ đều thôn phệ, nội thiên địa lại sẽ phát sinh cái gì kinh người biến hóa đây. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm dị thường kích động, tựa như đánh gà máu tươi, kích động đến cực điểm. Mấy tức thời gian, bị hắn chém giết kia đại đế tàn ảnh hội tụ lôi điện pháp tắc, hoàn toàn bị nội thiên địa thôn phệ hầu như không còn. Nhưng Tiêu Phàm thở dài một hơi là, kia đại đế tàn ảnh thật không có tiếp tục xuất hiện. Kế tiếp, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tựa như gặp được con mồi thợ săn đồng dạng, lần nữa nhào về phía tôn thứ hai đại đế tàn ảnh. Làm Tiêu Phàm nhào về phía tôn thứ hai đại đế tàn ảnh lúc, những người khác lại là không bình tĩnh, nhất là Hùng Chiến bọn họ có thể thấy rõ ràng chiến đấu những người này. Hắn thành công, Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Cho dù là hắn, đồng thời cùng tám tôn thần vương cảnh tiền kỳ đại đế tàn ảnh chiến đấu, cũng không có tự tin dễ dàng như vậy liền có thể chém giết. Khó trách lão tổ truyền âm cho ta, để cho ta không muốn ngăn lại bọn họ. Đại trưởng lão trong lòng hơi trầm xuống. Hiển nhiên, trước đó đại trưởng lão nhả ra để những người khác tu sĩ rời đi Thánh Nguyên Vụ Hồ, liền là Hùng Lân mệnh lệnh. Kẻ này, thiên phú quá đáng sợ. Thánh Nguyên bộ lạc một cái khác trưởng lão cũng sợ hãi than nói. Bọn họ không cho rằng hiện tại bản thân gặp gỡ chín tôn đại đế tàn ảnh, có thể là hắn đối thủ, lại càng không cần phải nói ở thần vương cảnh tiền kỳ thời điểm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại ở bọn họ dưới mắt làm được một bước này, thậm chí bọn họ hoài nghi, này còn không phải Tiêu Phàm chân chính át chủ bài. Có chém giết tôn thứ nhất hình người thiểm điện kinh nghiệm, Tiêu Phàm đối phó tôn thứ hai hình người thiểm điện, lại là mau lẹ rất nhiều, đương nhiên, hắn cũng tốt mấy lần bị thương, chỉ là tạm thời còn uy hiếp không được hắn tính mệnh mà thôi. Hắn cũng không dám kéo dài thời gian, thể nội thần lực đang nhanh chóng sói mòn, căn bản kiên trì không được bao lâu. Còn tốt có nghịch loạn đồng, nếu không lần này thật phiền toái. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Không lo được trên người thương thế, Tiêu Phàm nhanh chóng thu gặt lấy từng tôn đại đế tàn ảnh pháp tắc chi lực, nội thiên địa cũng đã khuếch trương đến 100 dặm chu vi, mà lại còn đang nhanh chóng mở rộng. Đồng thời, linh hồn bản thể hấp thu ma khí tinh hoa tốc độ cũng sắp không chỉ gấp mấy lần, cứ tiếp như thế, đoán chừng không dùng đến 10 ngày, liền có thể triệt để hấp thu. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng cũng tràn đầy chờ mong, nếu là hoàn toàn luyện hóa pháp tắc tinh hoa, bản thân linh hồn lực lượng lại sẽ đột phá đến như thế nào cảnh giới. Tôn thứ 6, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một kiếm đem tôn thứ 6 hình người thiểm điện đánh tan ra, sau đó dùng trưởng trung thiên địa hấp thu lôi điện pháp tắc. Cùng lúc đó, hắn linh hồn phân thân cũng thu hồi 6 cỗ, thể nội thần lực tiêu hao tốc độ giảm bớt không ít. Bất quá hắn căng cứng dây cung vẫn như cũ không có buông lỏng, không chém giết chín tôn hình người thiểm điện, hắn liền không dám có bất luận cái gì khinh thường. 10 cái hô hấp sau, Tiêu Phàm cuối cùng đem tôn thứ 9 đại đế tàn ảnh diệt sát, nhanh chóng thôn phệ nó lôi điện pháp tắc lực lượng. Hắn thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng còn có thể đứng thẳng, thật sự là thể nội thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Nội thiên địa cũng đã mở rộng đến 800 dặm chu vi. Hơn nữa không có đình chỉ xu thế, Tiêu Phàm âm thầm đánh giá, nội thiên địa hẳn là có thể khuếch trương đến 1.000 dặm chu vi tả hữu. Về sau muốn tiếp tục khuếch trương, liền chỉ có thể tiếp tục đột phá, có lẽ thôn vệ cái khác pháp tắc chi lực. 800 dặm chu vi bên ngoài, lại là một phiến hỗn độn, dù là Tiêu Phàm cũng nhìn không rõ kia hỗn độn nắm giữ cái gì. Hô, thôn vệ hết tôn thứ 9 hình người thiểm điện, Tiêu Phàm lúc này mới khẽ nhả một ngụm chọc khí. Nhanh chóng điều động thể nội bạch sắc thạch đầu lực lượng, khôi phục thần lực. Hắn cũng không phải kiêng kỵ Thánh Nguyên bộ lạc người xuất thủ, mà là đề phòng Hùng Lân, bản thân nếu là suy yếu, Hùng Lân khó tránh khỏi sẽ tìm cơ hội diệt sát hắn. Dù sao, bất luận kẻ nào đều không muốn quản chế với người, hiện tại thế nhưng là chém giết hắn tốt nhất cơ hội. Chỉ cần giải quyết Hùng Lân, Thánh Nguyên bộ lạc cùng bốn phía xem tu sĩ, lại là không nói chơi. Căn bản nhấc lên không nổi bất luận cái gì sóng lớn. Theo lấy chín tôn đại đế tàn ảnh biến mất, giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại sự trong sáng, hư không phía trên, chỉ còn lại Tiêu Phàm một người. Hắn xách ngược lấy tu la kiếm, y phục phá toái, mái tóc đen dài trong gió bay lên, giống như một tôn tuyệt thế thần ma, cho người nhìn mà phát khiếp.
Thành công, nơi xa đoàn người kinh ngạc không thôi, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Đây chính là trong truyền thuyết đế vương kiếp A, dĩ nhiên nhường Tiêu Phàm thành công vượt qua. Lấy Tiêu Phàm thực lực và thiên phú, đồng giai, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Tiếp xuống Bách Sát Tháp mở ra, có lẽ, hắn có thể đủ thông qua Bách Sát Tháp 100 tầng thí luyện, lấy được mới Bách Sát Đế lệnh cũng nói không chừng. Không phải nói không chừng, nếu là hắn đều không cách nào hoàn toàn, đoán chừng cái khác đế vực thiên tài, 8-9 phần 10 cũng vô pháp hoàn thành. Đúng vậy a, cũng đã trên vạn năm, không có người lấy được Bách Sát Đế lệnh, có lẽ, hắn có thể đủ đánh vỡ vạn năm qua ghi chép cũng nói không chừng. Đoàn người xì xào bàn tán, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ, giờ khắc này, Kiếm Hồng Trần tên, chắc chắn danh dương nhân tộc Tam Thiên Vực. Có thể bọn họ không biết là, một khi Bách Sát chiến trường kết thúc sau, Kiếm Hồng Trần cái tên này, đoán chừng liền sẽ im hơi lặng tiếng. Không trung phía trên, Tiêu Phàm hít sâu một cái, thể nội thần lực khôi phục 1/10, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, lại là nhìn thấy lôi vân còn chưa tiêu tán. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đạp không mà lên, xách ngược lấy Tu La kiếm nộ sát mà ra, một đạo tử huyết sắc kiếm hồng ở hư không nở rộ, chói lọi, yêu dị. Đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, đây là muốn chém giết lôi kiếp sao? Xác thực như bọn họ suy nghĩ. Tiêu Phàm nhìn thấy lôi vân còn không có tán đi, là muốn trực tiếp chém giết lôi kiếp. Hồng hộc, sáng chói kiếm hồng lướt qua chân trời, chui vào lôi vân, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, lôi vân không tự động tán đi, há lại hắn có thể chém giết. Có người âm thầm giễu cợt nói. Nhưng mà, ong ong từng đạo tử huyết sắc quang mang ở trong lôi vân nở rộ, hóa thành vô số chùm sáng bắn ra. Trực tiếp đem lôi vân xuyên thủng thành cái sàng. Phốc phốc một tiếng, 10 vạn trượng lôi vân bỗng nhiên bạo tán mà ra, nháy mắt biến mất, giữa thiên địa chỉ có kia tử huyết sắc kiếm khí trở thành vĩnh hằng. Này, đoàn người toàn bộ đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm một kiếm này uy lực cho khiếp sợ đến. Một kiếm ra, lôi vân tán. Dạng này thực lực, phóng tầm mắt nhân tộc Tam Thiên Vực cùng tuổi một đời, lại có mấy người. Bất quá rất nhanh đoàn người liền từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi ở trên vòng trời, trong mắt lóe qua nồng đậm vẻ tham lam. Chỉ thấy không trung phía trên, một tôn bạch sắc lôi đỉnh lơ lửng ở không trung, sương mù đỉnh, lượn lờ lấy chất lỏng màu trắng, chất lỏng trong suốt sáng sủa, giống như quỳnh tương ngọc dịch, lờ mờ còn có từng đạo hà quang tô điểm trong đó. Dù là cách nhau hơn trăm dặm, cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia chất lỏng màu trắng bất phàm. Bất quá kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, người bình thường căn bản không dám tiến lên. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết là Ngọc Cốt Đế Vương dịch? Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão kinh hãi lên tiếng, thoại âm rơi xuống, hắn thân hình bỗng lướt lên, bỗng nhiên hướng về hư không bắn nhanh đi. Ngọc Cốt Đế Vương dịch, hùng chiến mấy người cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, trong đầu nghĩ tới một loại khả năng, nhao nhao đạp không mà lên. Dừng tay, Nam Cung Tiêu Tiêu kêu sợ hãi. Mấy người cũng không chút do dự đuổi theo. Thánh Nguyên Bộ Lạc người, rõ ràng là nghĩ cướp đoạt kia Ngọc Cốt Đế Vương dịch, hắn mặc dù không biết Ngọc Cốt Đế Vương dịch là thứ gì, nhưng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Phàm lâm vào nguy hiểm. Bạch Ma, Quân Nhược Hoan nhìn thấy, cũng vội vàng đi theo, ngay cả cùng Cổ Huyền Cơ chiến đấu Cổ Nhược Trần, quét Cổ Huyền Cơ một cái, cuối cùng từ bỏ đối phó Cổ Huyền Cơ cơ hội tốt, hướng về Tiêu Phàm vị trí bắn nhanh đi. Cổ Nhược Trần, ta nhất định muốn ngươi chết, Cổ Huyền Cơ khẽ cắn môi, cuối cùng không cam lòng hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiêu Phàm nhìn thấy kia sương mù trong đỉnh nhũ bạch sắc chất lỏng, ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn mặc dù không biết đây là thứ gì, nhưng là biết rõ vật này bất phàm. Lần trước độ kiếp thời điểm, thế nhưng là chiếm được không ít lôi nguyên dịch, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực tăng nhiều. Hiện tại độ thần vương kiếp càng thêm gian nan. Muốn đến bên trong đồ vật so lôi nguyên dịch càng thêm chân quý. Trong bàn tay, Tiêu Phàm không chút do dự đánh ra từng đạo phong ấn, hư không thần văn lưu chuyển, tính cả sương mù đỉnh cùng một chỗ, bị Tiêu Phàm thu vào nội thiên địa. Tiểu tử, đem Ngọc Cốt Đế Vương dịch giao ra đến. Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão rốt cục chạy tới, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, trong mắt đều là vẻ tham lam. Hùng chiến đám người nhao nhao xuất hiện ở Tiêu Phàm bốn phía. Đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối,
căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Lão Tam, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu chạy tới, nhao nhao từ trong khe hở lao đến, ngăn khuất Tiêu Phàm chung quanh. Tiêu Phàm vừa mới độ kiếp thành công, thần lực thiếu thốn, căn bản không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, ở đâu là những người này đối thủ. Bạch Ma, Quân Nhược Hoan, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần bốn người ngăn khuất Tiêu Phàm quanh thân, lạnh lùng nhìn xem bốn phía Thánh Nguyên bộ lạc tu sĩ. Tiêu Phàm nhìn thấy, trong lòng ấm áp, đây mới là chân chính huynh đệ, không tiếc tính mệnh, cũng phải bảo vệ bản thân chu toàn. Các ngươi tốt nhất đều cút ngay, ta Thánh Nguyên bộ lạc chỉ cần Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, không muốn giết người. Đại trưởng lão con người băng lãnh, kia khô gầy thân hình, phát ra khí tức cũng vô cùng hung mãnh, cho người cao không thể leo tới. Không phải là ta Thánh Nguyên bộ lạc người, hạn các ngươi 10 cái hô hấp thời gian rời đi, nếu không giết không tha. Hùng Chiến nhìn thấy, băng lãnh con người nhìn về phía bốn phía tu sĩ nói. Vì lấy được Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, hắn là chuẩn bị thanh tràng. Lời này vừa nói ra, Thánh Nguyên bộ lạc mấy chục cái thần vương cảnh cường giả nhao nhao xông ra, lạnh lùng nhìn xem từ bên ngoài đến tu sĩ. Từ bên ngoài đến tu sĩ sắc mặt biến hóa, bọn họ có ít người biết rõ cái gì là Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, nhưng lấy bọn hắn thần lực, tự nhiên không dám cùng Thánh Nguyên bộ lạc tranh đoạt. Dù sao, Thánh Nguyên bộ lạc thế nhưng là có không ít thần vương cảnh, thậm chí ngay cả thần vương cảnh đỉnh phong đều có mấy cái, ở đâu là bọn họ có thể địch. Đám người cố nhiên không cam lòng, nhưng là chỉ có thể khẽ cắn môi rời đi, không dám ở chỗ này dừng lại. 10 cái hô hấp sau đó, nơi đây liền chỉ còn lại Tiêu Phàm một nhóm, cùng Thánh Nguyên bộ lạc đám người. Đám này hỗn trướng, lão tử đều không dám tùy tiện đối với hắn động thủ, các ngươi dĩ nhiên muốn giết hắn. Đây không phải muốn cho lão tử chết à? Đáy hồ Hùng Lân nhìn thấy, trong lòng giận mắng không thôi. Vừa mới hắn xác thực làm xong xuất thủ dự định, nghĩ thừa cơ diệt sát Tiêu Phàm, khôi phục tự do. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là xóa sạch ý nghĩ này, Tiêu Phàm vừa mới bại lộ thực lực, mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng mấu chốt Tiêu Phàm kia quỷ dị ấn ký, có thể gắt gao khắc chế hắn. Một khi hắn xuất thủ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào gạt bỏ hắn. Trước đó Tiêu Phàm giết chết Hướng Nam Thiên bọn họ một màn, Hùng Lân còn rõ mồn một trước mắt đây, Tiêu Phàm giết lên người đến, tuyệt đối là một ngoan nhân, liền mí mắt đều sẽ không nháy một chút loại kia. Nếu là giết không chết Tiêu Phàm, đến lúc đó không may liền là bọn họ toàn bộ thượng cổ bạo hùng nhất tộc. Tiểu tử, người tốt nhất thức thời một chút, chúng ta chỉ cần Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, đem Ngọc Cốt Đế Vương Dịch giao ra đến, chúng ta nhường các ngươi yên ổn rời đi. Hùng Chiến lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được Hùng Chiến uy hiếp đồng dạng, nói cái gì là Ngọc Cốt Đế Vương Dịch. Người ngay cả Ngọc Cốt Đế Vương Dịch đều không biết rõ. Hùng Chiến kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi là từ cái nào tiểu địa phương đi ra. Rất trọng yếu sao, Tiêu Phàm thản nhiên nói, thần sắc không hề bận tâm. Ách Hùng Chiến sặc đến không nhẹ, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy à, từ nơi nào đi ra có trọng yếu sao, thế giới này, cuối cùng hay là lấy cường giả vi tôn, xuất sinh cái gì cũng không phải trọng yếu nhất. Ngươi nếu là nói cho ta cái gì là Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, có lẽ ta cho các ngươi cũng nói không chừng. Tiêu Phàm híp mắt khẽ cười nói. Hùng Chiến ánh mắt sáng lên, tức khắc giải thích nói, Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, chính là một loại đế cấp thần dịch, bên trong hàm chứa tinh khiết lôi nguyên chi khí cùng bàng bạc sinh cơ. Có thể người chết sinh bạch cốt, cũng là luyện chế đế long đan chủ vật liệu, nhưng tu giả đột phá đại đế cảnh xác suất thành công tăng cường 3 thành. Quý giá như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Một loại chất lỏng dùng để luyện chế đan dược, nhưng đột phá đại đế cảnh xác suất thành công tăng lên 3 thành, cái này đã không phải quý giá 2 chữ để hình dung. Đơn giản liền là bảo vật vô giá a. Nếu là có thể luyện chế đế long đan, chẳng phải là có thể sản xuất hàng loạt đại đế cảnh cường giả. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Tiêu Phàm phán đoán mà thôi, đột phá thần vương cảnh đều như thế gian nan, đột phá đại đế cảnh, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đây? Dù là có đế long đan cũng không có khả năng tùy tiện đột phá. Tự nhiên rất quý giá, cho nên vật này, cầm ở trong tay ngươi, cũng chỉ có thể cho ngươi dẫn tới tai họa mà thôi. Hùng Chiến cười lạnh nói. Tất nhiên quý trọng như vậy, vậy ta, Tiêu Phàm mỉm cười.
cố ý kéo dài lấy thanh âm nói, liền không cho các ngươi. Hỗn trướng, ngươi dám đùa nghịch bản trưởng lão. Hùng Chiến phẫn nộ đến cực điểm, thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ. Bất quá hắn cũng biết rõ, nếu là giết Tiêu Phàm, là không thể nào lấy được ngọc cốt đế vương dịch, đột phá thần vương cảnh, bình thường đều sẽ có nội thiên địa, đồ vật cũng sẽ thả ở trong nội thiên địa. Một khi thần vương cảnh tử vong, nội thiên địa bên trong đồ vật liền sẽ vĩnh viễn bỏ vào bên trong, người nào cũng không chiếm được. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm không có mở ra nội thiên địa, đem ngọc cốt đế vương dịch thả ở trong càn khôn giới, lấy Tiêu Phàm thực lực, hoàn toàn có thể bóp nát càn khôn giới, đến lúc đó liền sẽ sói mòn vô ngần trong hư vô. Tiểu Hữu, ngươi sẽ không sợ ta đối bọn họ động thủ sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái, trong con ngươi đều là uy hiếp ý. Muốn ngọc cốt đế vương dịch, vậy cũng chớ lưu lại nhiều như vậy, mấy người các ngươi trưởng lão lưu lại là được rồi, quá nhiều người, ta có chút sợ, một phần vạn không cẩn thận đem ngọc cốt đế vương dịch làm mất, vậy coi như phiền toái. Tiêu Phàm lại là cười nhạt một cái nói. Ngươi, Hùng Chiến phẫn nộ vô cùng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm trái lại uy hiếp bọn họ. Các ngươi đều rời đi, trưởng lão lưu lại. Đại trưởng lão liếc nhìn chung quanh, có bọn họ 10 cái trưởng lão, Tiêu Phàm bọn họ cũng không có khả năng chạy trốn được. Thánh Nguyên bộ lạc người tự nhiên không dám phản kháng đại trưởng lão mệnh lệnh, nhao nhao rời đi, cuối cùng chỉ có thập đại trưởng lão lưu lại. Xuống dưới nói chuyện a. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhanh chóng hướng về phía dưới lao đi, Thánh Nguyên bộ lạc thập đại trưởng lão vội vàng đuổi theo, bọn họ cũng phải nhìn xem, Tiêu Phàm nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Làm bọn họ rơi vào trên mặt hồ thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, bốn phía hồ nước đột nhiên cuốn lên, hóa thành lấp kín mấy trăm trượng tường nước, che chắn cái khác Thánh Nguyên bộ lạc tu sĩ ánh mắt. Tiểu tử, chúng ta nhưng không có cái gì kiên nhẫn. Hùng Chiến hừ lạnh một tiếng. Làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm, nhàn nhạt hướng về cách đó không xa kêu lên, Hùng Lân, nhà ngươi chó ngươi không quản sao. Hùng Lân, nhà ngươi chó ngươi không quản sao. Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh, trên mặt tiếu dung bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Làm càn, ngươi dám gọi thẳng lão tổ tên, tự tìm cái chết, Thánh Nguyên bộ là các vị trưởng lão nhao nhao quát mắng, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ có đại trưởng lão lại là sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên hướng về cách đó không xa nhìn lại. Ầm ầm, đột nhiên, cách đó không xa hồ nước bốc lên, một đầu trên trăm trượng dài hắc sắc cự hùng từ đáy nước đi ra, đi qua, tất cả hồ nước nhao nhao lui tránh. Thánh Nguyên bộ lạc đám người con ngươi nhao nhao hướng về hắc sắc cự hùng nhìn lại, tất cả mọi người con ngươi run lẩy bẩy. Lão tổ, Hùng Chiến đám người kinh hãi không thôi. Loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, để bọn hắn nhận ra hắc sắc cự hùng. Lại liên tưởng đến Tiêu Phàm vừa mới gọi tên, bọn họ như thế nào còn không biết trước mắt hắc sắc cự hùng thân phận. Hắc sắc cự hùng tự nhiên liền là Hùng Lân, hắn đạp trên mặt nước mà đi, lập tức thân hình chậm rãi thu nhỏ, lại tới gần Tiêu Phàm bọn họ 10 trượng cự ly thời khắc, lại là biến thành một cái khôi ngô hắc bào trung niên nam tử. Bất tài tử tôn, bái kiến lão tổ. Đại trưởng lão phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ ở trên mặt nước, thân thể đều khẽ run lên. Hùng Chiến đám người chỗ nào còn dám chần chờ, nhao nhao quỳ sát ở trên mặt nước, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui là bọn họ lão tổ rốt cục phá phong mà ra, kinh hãi là, có vẻ như Tiêu Phàm cùng bọn họ lão tổ rất quen. Hừ, Hùng Lân hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khó chịu. Cũng khó trách hắn khó chịu. Lúc trước nếu như không phải hắn hậu đại làm loạn, hắn đã sớm phá phong mà ra, mặc dù là hảo ý, nhưng chung quy là làm chuyện xấu. Đại trưởng lão đám người nơm nớp lo sợ, liền đầu đều không dám nhấc. Ngay sau đó, ở Thánh Nguyên bộ lạc thập đại trưởng lão kinh hãi mục quang bên trong, bọn họ lão tổ đột nhiên quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm, cung bái nói, Hùng Lân bái kiến công tử. Công tử, thập đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Cũng khó trách bọn họ như thế, bọn họ rất rõ ràng Hùng Lân trong miệng công tử ý tứ, liền bọn họ lão tổ đều xưng hô Tiêu Phàm là công tử, vậy bọn hắn những người này chẳng phải là chán sống rồi, đi đoạt Tiêu Phàm đồ vật. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn thấy, tức khắc thở dài một hơi, vừa mới bọn họ quá mức khẩn trương,
lại là đem Hùng Lân việc này quên đi. Tiêu Phàm không có để bọn hắn đứng lên, ngược lại nhìn chăm chú Hùng Lân nói, người xác định ngươi không động thủ đúng không? Không dám, Hùng Lân vội vàng nói ra, phía sau lại là kinh ra một tia mồ hôi lạnh, hắn vừa mới thiếu chút nữa thì nhìn không được đối Tiêu Phàm xuất thủ. Không dám liền tốt, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hài lòng gật gật đầu nói, đều đứng lên đi. Tạ công tử, Hùng Lân hít sâu một cái đứng dậy, nhìn thấy đại trưởng lão mấy người cũng chuẩn bị đứng lên, tức khắc phẫn nộ quát, ai bảo các ngươi đứng lên. Thập đại trưởng lão phù phù một tiếng lần nữa quỳ xuống, ở trước mặt Hùng Lân, hoàn toàn không dám mạo phạm. Thú tộc giai cấp tư tưởng có thể so sánh nhân tộc muốn mạnh hơn nhiều, loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu áp lực, để bọn hắn đối Hùng Lân nhấc lên không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Liền công tử đồ vật các ngươi cũng dám đoạt, đơn giản liền là chán sống rồi. Hùng Lân quát lạnh nói, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm nói, công tử, ngươi muốn như thế nào xử trí bọn họ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiêu Phàm nơi nào không biết Hùng Lân là ở cố ý giữ gìn bọn họ, Hùng Lân có lẽ hận bọn họ bất tranh khí, nhưng nói đến cùng, những người này chung quy là hắn hậu đại. Thôi, người không biết vô tội, Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn thật đúng là không tốt xử trí thánh nguyên bộ lạc người. Giết bọn hắn a, có lẽ có thể hả giận, nhưng kia lại có ý nghĩa gì đây? Hơn nữa, hắn cũng đã làm xong thu phục thượng cổ bảo hùng dị tộc dự định, tự nhiên không tốt đuổi tận giết tuyệt, những người này thực lực, thế nhưng không thấp. Nếu như có thể mang ra bách sát chiến trường, tương lai đối với hắn cũng là to lớn trợ lực. Còn không đa tạ công tử ân không giết, Hùng Lân quát lạnh một tiếng. Tạ công tử, thập đại trưởng lão hít sâu một cái bái nói. Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào thập đại trưởng lão trên người, thập đại trưởng lão nơm nớp lo sợ đứng dậy, lại là không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc bình, tiện tay ném cho Hùng Lân, nói, ngươi mau chóng khôi phục đại đế tu vi, quay đầu ta có việc để ngươi làm. Hùng Lân kết quả ngọc bình, mở ra mở một lần, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, tức khắc kinh hỉ vô cùng, nói, tạ công tử. Cũng khó trách Hùng Lân như thế kích động, này ngọc bình đồ vật không phải gì khác, chính là vừa mới Tiêu Phàm thu thập ngọc cốt đế vương dịch, lớn cỡ bàn tay cái bình, trang ngọc cốt đế vương dịch cũng đã không ít. Chí ít, nhưng hắn khôi phục đại đế tu vi là không có vấn đề gì. Quay đầu người thả ra tin tức, liền nói ngọc cốt đế vương dịch, ta cũng đã toàn bộ cho ngươi thánh nguyên bộ lạc. Tiêu Phàm lại nói, công tử yên tâm, Hùng Lân tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, nếu là những người khác biết rõ Tiêu Phàm trên người có ngọc cốt đế vương dịch, Tiêu Phàm khẳng định không thể thiếu phiền phức. Thánh nguyên bộ lạc thập đại trưởng lão hâm mộ nhìn xem Hùng Lân, lại là liền một cái dám đều không dám thả. Tiểu Bạch, Lão Nhị, Nhược Hoan, Nhược Trần, đây là các ngươi. Tiêu Phàm lại lấy ra bốn mai càn khôn giới ném cho Nam Cung Tiêu Tiêu bốn người, bên trong cũng để đó một bình ngọc cốt đế vương dịch, chỉ là bao nhiêu không nhường Hùng Lân bọn họ biết rõ mà thôi. Lão Tam, ngươi là luyện dược sư, vật này ở trên tay ngươi mới có trọng dụng. Nam Cung Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy a, công tử, vật này ở chúng ta trên tay quá lãng phí. Quân Nhược Hoan cũng gật gật đầu. Vô dụng mà nói. Các ngươi coi như thay ta bảo tồn a, chờ ta về sau phải dùng thời điểm lại nói. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, hắn cho cũng không phải là rất nhiều, trên người còn thừa lại hơn phân nửa đây. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lúc này mới yên tâm thu hồi đến, Bạch Ma trong lòng có chút kích động, có này ngọc cốt đế vương dịch, hắn tự tin rất nhanh liền có thể khôi phục thần vương hậu kỳ, thậm chí thần vương đỉnh phong. Ngươi thực lực rất không sai. Lần trước dĩ nhiên đánh lén ta thành công. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào Hùng Chiến trên người, người gọi tên là gì? Hùng Chiến nghe vậy, toàn thân run một cái, lại quỳ xuống, công tử thứ tội, Hùng Chiến không phải cố ý. Hùng Chiến đúng không, đứng lên đi, không nên hơi một tí liền quỳ xuống, các ngươi thế nhưng là thượng cổ bạo hùng nhất tộc, xương cốt không nên như thế mềm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, dừng một chút. Lại nói, từ giờ trở đi, ngươi liền cùng ta, mặt khác, ta còn cần ba cái thần vương cảnh đỉnh phong, người nào nguyện ý cùng ta cùng đi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm sao, Hùng Chiến lại là như được đại xá. Ta theo lấy công tử, còn có ta cũng nguyện ý, cuối cùng,
Đại trưởng lão cùng hai người khác mở miệng nói, đi theo Tiêu Phàm, bọn họ cũng muốn lấy công chuộc tội. Có thể, Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lấy ra bốn cái hai ngón tay lớn nhỏ ngọc bình, ném cho bốn người nói, các ngươi đem bộ lạc sự tình bàn giao một cái đi. Là, công tử, bốn người tiếp nhận ngọc bình, kích động có chút run rẩy, mà những người khác, lại là một mặt hối hận. Yên tâm, chỉ cần thực tình làm việc cho ta, những vật này đều sẽ không ít các ngươi. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, này Thánh Nguyên bộ lạc thượng cổ bạo hùng nhất tộc, xem như thu phục. Tiêu Phàm thu phục Thánh Nguyên bộ lạc thượng cổ bạo hùng nhất tộc, bọn họ một nhóm liền về tới Thánh Nguyên bộ lạc, tạm thời ở Thánh Nguyên thành ở lại. Đột phá thần vương cảnh, trong lòng của hắn cũng thoải mái không ít, chỉ là trong lòng của hắn cũng vẫn muốn giết Hướng Nam Thiên bọn họ sự tình. Hướng Nam Thiên cùng Nguyệt Thiên Huyền đám người cái chết, Vạn La đế vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, hắn muốn nghênh đón liền là đông đảo đế vực cùng cổ vực liên thủ diệt sát. Cũng may thần ma kiếp sự tình, tạm thời còn không thể truyền ra ngoài, nhưng hắn có giảm sóc cơ hội. Ta còn phải tiếp tục mạnh lên mới được a, thần vương cảnh tiền kỳ, còn kém quá nhiều. Tiêu Phàm trong lòng thật sâu thở dài một hơi, thu phục thượng cổ bạo hùng nhất tộc, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Mấy ngày nay, Tiêu Phàm một mực đợi ở Thánh Nguyên thành bên trong tu luyện, đối ngoại giới sự tình mắt điếc tai ngơ. Hắn an bài sự tình, Thánh Nguyên bộ lạc lại là xử lý rất tốt, nhất là Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, hiện tại rất nhiều người đều biết rõ, đã bị Thánh Nguyên bộ lạc chiếm đi. Chí ít trong thời gian ngắn, cũng không ai dám đến đánh Tiêu Phàm chủ ý, dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là vượt qua đế vương kiếp người. Đương nhiên, tiến vào bách sát chiến trường nhân loại tu sĩ không dám đánh hắn chủ ý, nhưng cũng không đại biểu thần ma kiếp cái khác bộ lạc không đánh hắn chủ ý. Chỉ là lúc này chuyển hướng cái khác bộ lạc cùng thế lực, đoán chừng cũng cần một đoạn thời gian. Nháy mắt trôi qua hơn nửa tháng thời gian, Tiêu Phàm tu vi rốt cục vững chắc. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá thần vương cảnh tiền kỳ, nhưng Tiêu Phàm tự tin, dù là đối mặt thần vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng có sức tự vệ. Ta lĩnh ngộ pháp tắc chi lực quá pha tạp, nếu là đổi lại những người khác, muốn tu luyện tất cả pháp tắc chi lực đột phá thần vương cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng không phải sự tình đơn giản, không có mấy trăm năm không có khả năng làm được. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán nói. Muốn đột phá thần vương cảnh, không chỉ có chỉ là thần lực điệp ra, còn có liền là pháp tắc chi lực lĩnh ngộ. Đột phá thần vương cảnh tiền kỳ, chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực ảo diệu liền có thể. Liền tựa như Tiêu Phàm, hắn lĩnh ngộ phong chi pháp tắc, liền là lĩnh ngộ gió tốc độ, không gian pháp tắc, lĩnh ngộ liền là không gian xuyên toa, thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ lại là thời gian áp xúc. Nhưng là, muốn đột phá thần vương cảnh trung kỳ, nói chung, nhất định phải lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc ảo diệu, tỉ như không gian pháp tắc, không chỉ có không gian xuyên toa, còn có không gian chấn động, không gian bóc ra trở ảo diệu. Đây cũng là tại sao Tiêu Phàm thực lực có thể cùng thần vương cảnh hậu kỳ bằng được nguyên nhân, bởi vì hắn lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu thực sự nhiều lắm. Coi như chất lượng không bằng thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng số lượng hoàn toàn có thể nghiền ép, các loại pháp tắc ảo diệu điệp ra cùng một chỗ, uy lực cũng không thể khinh thường. Đương nhiên, còn có một loại khác phương pháp có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ, kia chính là lĩnh ngộ cùng một loại pháp tắc ảo diệu đệ nhị trọng. Cử một đơn giản ví dụ, Tiêu Phàm lĩnh ngộ không gian pháp tắc ảo diệu là không gian xuyên toa, nhưng đệ nhất trọng, hắn không gian xuyên toa không gian phạm vi có hạn, chỉ có mấy chục dặm chu vi. Mà một khi lĩnh ngộ nói không gian xuyên toa đệ nhị trọng, hắn xuyên toa phạm vi liền có thể gấp đôi tăng lên, khả năng đi đến mấy trăm dặm phạm vi, thậm chí mấy ngàn dặm. Đương nhiên, hai loại này con đường tu luyện cũng có thể đồng thời tiến hành, cảnh giới mặc dù sẽ không điệp ra, nhưng thực lực lại là có thể bổ sung. Cũng không nên xem thường không gian xuyên toa năng lực, nếu như Tiêu Phàm không gian xuyên toa phạm vi rất lớn, vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều sẽ gấp đôi lên cao. Đồng dạng, đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, cũng có thể lĩnh ngộ loại thứ ba pháp tắc ảo diệu, hoặc là nhường một loại pháp tắc ảo diệu đột phá đệ tam trọng. Pháp tắc ảo diệu, cùng thần thông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại áp đảo bình thường thần thông phía trên, chỉ có tiên thiên thần thông mới có thể bằng được. Tiêu Phàm mặc dù nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực, nhưng đồng thời lĩnh ngộ 7-8 loại pháp tắc chi lực,
cũng có lòng không đủ lực. Dù sao, ngoại trừ sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cùng sát lục pháp tắc bên ngoài, cái khác pháp tắc chi lực, hắn vẻn vẹn chạm tới mà thôi, cũng không thể nói thật đang lĩnh ngộ. Đừng nhìn chạm đến cùng lĩnh ngộ này vẻn vẹn chênh lệch hai chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Chạm đến pháp tắc chi lực, cũng không thể thi triển pháp tắc ảo diệu, vẻn vẹn có thể thi triển pháp tắc thần liên, liền tựa như kim chi pháp tắc, Tiêu Phàm cũng không có trưởng khống hắn chân chính ảo diệu. Mà lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, liền đại biểu Tiêu Phàm cũng đã trưởng khống một loại pháp tắc ảo diệu, đây mới là thần vương cảnh chiến lực tăng vọt nguyên nhân một trong. Nội thiên địa mặc dù có thể thôn vệ pháp tắc lực lượng, nhưng cũng không thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu, đây cũng là to lớn thiếu hụt. Nếu như không phải lần trước Tiêu Phàm đốn ngộ, hắn cũng không có khả năng thành công lĩnh ngộ được mấy loại pháp tắc chi lực. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Phàm chung quy là làm một cái quyết định, âm thầm trầm ngâm nói, thời không pháp tắc, sinh tử pháp tắc cùng sát lục pháp tắc không thể từ bỏ, những cái này đều là cực kỳ cường đại pháp tắc chi lực. Mặc dù lĩnh ngộ lên tương đối khó khăn, nhưng nếu là có đột phá, tuyệt đối có thể gấp đôi tăng lên ta thực lực, về phần kia 9 loại thuộc tính pháp tắc, tạm thời liền tuyển phong chi pháp tắc A, cái khác pháp tắc chi lực không có nhiều như vậy tinh lực đi lĩnh ngộ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm con ngươi lóe qua một đạo tinh quang, đồng thời, nội thiên địa bên trong linh hồn bản thể phân ra 5 đạo linh hồn phân thân, cùng linh hồn bản thể đồng thời lĩnh ngộ 6 loại pháp tắc chi lực. Đúng rồi. Đã từng lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa thời điểm, có thể đem hai loại áo nghĩa tương dung, không biết sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, phải chăng cũng có thể tương dung đây? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt trải qua một vòng ánh sáng, nói còn có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, thời không, hẳn cũng là thuộc về một thể, nếu là có thể dung hợp, vậy ta về sau liền chỉ cần lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc chi lực là xong. Nếu là có người biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Người bình thường lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực đều cần toàn bộ tâm thần đầu nhập, Tiêu Phàm hiện tại lĩnh ngộ 6 loại pháp tắc chi lực không nói, dĩ nhiên còn muốn dung hợp thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc, này căn bản không phải người có thể làm được a. Khẳng định có thể, áo nghĩa có thể dung hợp, pháp tắc ảo diệu cũng đồng dạng có thể dung hợp. Tiêu Phàm hít sâu một cái, con người dị thường kiên định. A, đột nhiên Tiêu Phàm nhẹ kêu một tiếng, tâm thần nháy mắt rơi vào linh hồn bản thể phía trên, lại là nhìn thấy linh hồn bản thể đột nhiên khí thế tăng vọt. Ngay sau đó, trên người phồng lên lấy bàng bạc linh hồn chi lực, cả tòa đại điện đều khẽ run lên, rộng lớn linh hồn lực lượng nháy mắt quét sạch mà ra, sao tràn ngập hướng tứ phía bát phương. Trong lúc hô hấp, cả tòa Thánh Nguyên Thành bên trong tất cả, đều rõ ràng in vào Tiêu Phàm trong đầu. Thánh Nguyên bộ lạc không ít cường giả mãnh kinh. Nhao nhao đi ra trụ sở, lạnh lùng liếc nhìn lấy bốn phía. Cuối cùng đem tất cả ma tính tinh hoa hấp thu, linh hồn chi lực cũng rốt cục đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, tu la ma ảnh cũng cùng linh hồn bản thể dung hợp ba thành. Một khi hoàn toàn dung hợp, cũng liền không cần bại lộ tu la ma ảnh tồn tại, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Tiêu Phàm nhìn thấy, vội vàng thu hồi linh hồn chi lực, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Tiêu Phàm bỏ ra mấy ngày thời gian, rốt cục quyết định tốt bản thân sau này con đường tu luyện nên đi như thế nào, cả người lại buông lỏng không ít. Làm Tiêu Phàm từ bế quan bên trong đi ra thời khắc, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ở ngoài cửa chờ lấy, trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ lo lắng. Lão nhị, thế nào? Tiêu Phàm nhíu mày một cái nói. Lão tam, người rốt cục xuất quan. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt vẻ lo lắng tức khắc biến mất không ít, ta vừa mới thu đến tin tức, Bách Sát Tháp sắp xuất thế. Bách Sát Tháp, Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Công tử, Bách Sát Tháp là các ngươi tiến vào Bách Sát chiến trường cuối cùng mục đích, khiêu chiến Bách Sát Tháp, hoàn thành cuối cùng khiêu chiến. Lúc này, một bên Hùng Chiến đột nhiên bổ sung một câu. A, Tiêu Phàm xấu hổ gãi gãi đầu, hắn thật đúng là không biết có cái gì Bách Sát Tháp, hắn còn tưởng rằng Bách Sát chiến trường liền là tùy tiện xông xáo. Hay là ta tới nói a? Lúc này, Quân Nhược Hoan tiến lên một bước, tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, Bách Sát Tháp, cũng tên là Giết Chóc Huyết Tháp, hết thảy có 100 tầng, chính là thượng cổ thời kỳ một vị cường giả pháp bảo. Giết Chóc Huyết Tháp, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn,
cái tên này liền đủ để đại biểu tháp này bất phàm, chỉ là hắn vẫn như cũ không biết, tại sao lại xưng là Bách Sát Tháp đây. Lúc này, Quân Nhược Hoan bỗng lấy ra một chương địa đồ, nói, công tử, ngươi nhìn, đây là thần ma kiếp địa đồ. Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở trên bản đồ, lông mày hơi hơi ngưng tụ, thô sơ giản lược quét một cái lại là phát hiện, thần ma kiếp lại là hình tròn. Hơn nữa, trung ương địa vực còn trống ra một khối rất lớn địa vực, chiếm cứ lấy thần ma kiếp 1/3 địa bàn, phía trên một phiến đen kịt, dường như một phiến không biết địa vực. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, mảnh này hắc sắc khu vực, dĩ nhiên hiện ra 12 bên hình, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Đây là thứ gì? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Đây là thần ma kiếp, dị ma chiếm cứ địa phương. Quân Nhược Hoan giải thích nói, công tử có hay không phát hiện, này địa hình có chút kỳ lạ. 12 bên hình, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại là không biết trong đó có cái gì kỳ diệu địa phương. Không sai, kỳ thật, Bách Sát Tháp cũng là 12 bên hình. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, nháy mắt đoán được cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, người nói là, phiến khu vực này đều ở Bách Sát Tháp bao phủ phía dưới. Không, phiến khu vực này, chính là ở trong Bách Sát Tháp. Quân Nhược Hoan cực kỳ trịnh trọng nói. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, một kiện pháp bảo mà thôi, lại đem mấy vực phạm vi đều bao phủ ở bên trong, này khiến hắn như thế nào bình tĩnh đây? Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Quân Nhược Hoan lại nói ra, Bách Sát Tháp hiện tại mặc dù nhìn không thấy, sờ không được, nhưng hắn chân thực tồn tại, hơn nữa vây khốn vô số dị ma, không cho bọn họ đi ra, bảo hộ lấy thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng sẽ thả ra một chút dị ma đến, chỉ là số lượng hết sức ít mà thôi, bất quá so với Bách Sát chiến trường ngoại vi, cũng coi như nhiều, nhưng lại ở 28 đại bộ lạc khống chế phía dưới. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Thần ma kiếp, dị ma vô số, nếu như khống chế không tốt mà nói, tất cả dị ma bao vây mà lên, này 28 bộ lạc đoán chừng đã sớm hủy diệt, chỗ nào có thể hơi tàn đến bây giờ. Các ngươi vừa mới nói Bách Sát Tháp sắp xuất hiện, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần hỏi. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, Bách Sát Tháp nhanh mà nói 3 tháng liền sẽ xuất hiện, chậm nhất cũng liền 1 năm. Quân Nhược Hoan gật gật đầu. Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ Quân Nhược Hoan bọn họ như thế gấp gáp, 3 tháng thời gian, đối với bọn họ tới nói, không phải tính cái gì, tùy tiện chuẩn bị một chút đồ vật, liền phải hoa không ít thời gian. Hơn nữa, muốn chạy tới Bách Sát Tháp phạm vi, cũng cần nhất định thời gian, bọn họ không thể ở trong này lưu lại thời gian quá dài. Bách Sát Tháp mở ra bao lâu thời gian? Tiêu Phàm lại hỏi nói. Bọn họ là sớm một nhóm tiến vào thần ma kiếp, có thể còn có thật nhiều người đoán chừng còn không có thông qua đế huyết nhai đây, nếu như đến chậm mà nói, chẳng phải là muốn bỏ lỡ Bách Sát Tháp. 5 năm đến 15 năm a, cụ thể cũng không rõ ràng. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, nếu như có người thành công xông qua Bách Sát Tháp tầng thứ 100, Bách Sát Tháp liền sẽ lập tức biến mất. 100 tầng cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, chỉ ít hơn 1 vạn năm ta còn chưa thấy qua. Một bên Hùng Chiến lắc lắc đầu nói. Vậy liền không cần phải gấp gáp, đầu tiên chờ chút đã a, mọi người tranh thủ tu vi càng tiến một bước, làm cuối cùng chuẩn bị. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía cổ Nhược Trần nói, Nhược Trần huynh, ngươi cũng vượt qua thần vương kiếp. May mắn mà thôi, cổ Nhược Trần gật gật đầu, ở trước mặt Tiêu Phàm. Hắn nhưng không có tự ngạo tư cách, bản thân nếu là phổ thông thần vương kiếp đều không vượt qua được đi, vậy còn có tư cách gì tìm cổ gia báo thù đây? Tiêu Phàm gật gật đầu, lại chỉ thần ma kiếp địa đồ nói, phiến khu vực này không phải rất lớn a, vượt qua làm sao cũng không cần 5 năm a. Lão Tam, người đây liền không biết đi. Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười, nói cho đúng, đây chỉ là Bách Sát Tháp đệ nhất tầng phạm vi mà thôi. Một khi Bách Sát Tháp xuất hiện, nhưng là biết xuất hiện 100 tầng dạng này không gian, người bây giờ còn cảm thấy, 5 năm thời gian đủ sao? 100 tầng dạng này không gian, Tiêu Phàm cũng bị giật nảy mình, một tầng này liền tương đương với hai cái phổ thông địa vực lớn nhỏ, 100 tầng chẳng phải là tương đương với 200 địa vực. Này Bách Sát Tháp, chính là không gian pháp bảo, hơn nữa bên trong trấn áp vô số dị ma, Bách Sát Chiến Trường, tên như ý nghĩa, chỉ liền là Bách Sát Tháp. Có thể thành công xông qua Bách Sát Tháp tầng thứ 100 người,
có thể lấy được một khối bách sát đế lệnh, hắn vị trí địa vực, chí ít cũng có thể tấn thăng làm cổ vực. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Bách sát đế lệnh, tấn thăng cổ vực có chỗ tốt gì? Tiêu Phàm hơi híp một chút hai mắt, hắn thế nhưng là biết rõ, bách sát đế lệnh về sau thế nhưng là có rất lớn tác dụng, nếu quả thật có thể lấy được, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá hắn đối thiên vũ vực tấn thăng cổ vực, lại là không quá nhiều ý nghĩ cùng hứng thú. Tấn thăng cổ vực, cũng không quá nhiều tác dụng, duy nhất chỗ tốt chính là, một vực này thần linh chi khí sẽ đại lượng gia tăng. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm mấy người lộ ra cổ quái, này tấn thăng cổ vực còn có thể gia tăng thần linh chi khí. Này cùng nhân tộc khí vận có quan hệ, bất quá nếu là thiên vũ vực tấn thăng cổ vực, chung quanh địa vực cũng sẽ công kích thiên vũ vực, có thể ngăn cản còn tốt, không ngăn cản được, kia chính là tai họa ngập đầu. Quân Nhược Hoan nhìn ra đám người trong lòng nghi hoặc, giải thích nói. Này sau này hãy nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đối tấn thăng cổ vực tức khắc không có bất cứ hứng thú gì, lập tức lại nhìn về phía Hùng Chiến bọn họ nói, này thần ma kiếp hết thảy có 28 bộ lạc. Là, công tử, Hùng Chiến khẳng định gật gật đầu, không biết Tiêu Phàm là có ý tứ gì. Cách nhau gần nhất là cái gì bộ lạc? Tiêu Phàm hỏi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ánh sáng. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, nơi nào còn không biết Tiêu Phàm ý tứ, Tiêu Phàm rõ ràng là muốn đánh cái khác bộ lạc chủ ý a. Chỉ là, cái khác bộ lạc là dễ dàng như vậy hàng phục sao? Công tử, cự ly chúng ta gần nhất bộ lạc là hỏa ma lĩnh hỏa ma bộ lạc, chỉ là, hỏa ma bộ lạc tương đối khó chơi. Hùng Chiến suy nghĩ một chút nói. Hỏa ma lĩnh, Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, hắn đột nhiên cảm giác cái tên này tựa như ở đâu nghe nói qua đồng dạng. Chỉ là cụ thể lại nghĩ không ra. Hùng Chiến gật gật đầu nói, hơn nữa, coi như công tử có thể hàng phục bọn họ, cũng chưa hẳn có thể mang theo bọn họ rời đi thần ma kiếp. Nói đến nơi này, Hùng Chiến thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên, hắn nội tâm chỗ sâu vẫn là chờ mong có thể rời đi thần ma kiếp, có thể này vô số tuế nguyệt đến, bọn họ thử nghiệm vô số lần, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Không thể rời đi thần ma kiếp, tại sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại nói, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Hùng Chiến nói. Hùng Chiến không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, hắn ánh mắt giống như đao đồng dạng lăng lệ vô cùng. Bởi vì chúng ta đều là bị chớ chú chủng tộc, không cách nào thông qua thần ma kiếp bốn phía thời không loạn địa, một khi rời đi, chúng ta đều sẽ toàn thân thối giữa mà chết, thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc đều không ngoại lệ. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên. Tiêu Phàm mấy người quay đầu nhìn lại là nhìn thấy đại trưởng lão bọn họ đi tới, nói chuyện tự nhiên liền là đại trưởng lão. Hùng đại, người xác định là chớ chú. Tiêu Phàm nhìn về phía Hùng tộc đại trưởng lão nói. Hắn cũng mặc kệ Hùng tộc đại trưởng lão gọi cái gì, ngoại trừ Hùng Chiến bên ngoài, cái khác cửu đại trưởng lão, Tiêu Phàm đều là đang phía sau gấu chữ phía sau tăng thêm bọn họ trưởng lão bài danh. Nguyện ý đi theo người khác. Ngoại trừ Hùng Đại cùng Hùng Chiến bên ngoài, còn có gấu ba cùng gấu bốn, bọn họ đều là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường hoành. Là, đây cũng là chúng ta Thánh Nguyên bộ lạc vô số tuế nguyệt đến nay, không cách nào rời đi thần ma kiếp nguyên nhân một trong, nơi này, đúng là chúng ta cướp. Hùng Đại thần sắc chán nản nói. Bọn họ lại làm sao không muốn rời đi nơi này, tiến về Thái Cổ thần giới phát triển đây. Hùng Lân đây, Tiêu Phàm hỏi. Hắn ẩn ẩn đoán được cái này chớ chú cùng cái gì có quan hệ. Hùng Lân đã từng thế nhưng là phản bội chạy trốn người, chính hắn nhận lấy trừng phạt, tính cả toàn bộ tộc đàn đều thụ ảnh hưởng, hơn nữa, 89 phần 10 cái khác 27 bộ lạc cũng là đồng dạng vấn đề. Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu là có thể giải quyết thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc chớ chú, hoặc là thực sự là to lớn chuyển cơ cũng nói không chừng. Lão tổ chính đang bế quan, khôi phục đại đế cảnh. Hùng Đại hít sâu một cái nói, ánh mắt có chút tỏa sáng, có lẽ, Hùng Lân đột phá đại đế cảnh, chính là bọn họ rời đi thần ma kiếp khế đất cơ. Tiêu Phàm lại là nhíu mày, hồi lâu mới nói, vậy liền chờ hắn khôi phục đại đế cảnh, chúng ta làm tiếp dự định. Lão Tam, kia bách sát tháp sự tình đây. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói, bách sát tháp không lâu liền muốn xuất thế, bọn họ thời gian có thể cực kỳ quý giá. Bách sát tháp như thế nào đều muốn một đoạn thời gian mới có thể ra đời, nếu là thật có thực lực, không cần bỏ ra phí 10 năm thời gian.
Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Kỳ thật, hắn đối Bách Sát Tháp sự tình cũng không phải đặc biệt quan tâm, ngược lại là thần ma kiếp này 28 bộ lạc, Tiêu Phàm muốn tranh thủ một cái. Nếu là có thể mang theo mấy cái bộ lạc rời đi, đến lúc đó coi như đối mặt Vạn La Đế vực cùng cái khác cổ vực cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi trước, thừa dịp Bách Sát Tháp mở ra còn có một đoạn thời gian, đám người muốn trùng kích cao hơn cảnh giới. Lần này, lại là đợi hơn một tháng. Một ngày này, Thánh Nguyên Thành tất cả mọi người hoàn toàn bị một cỗ cường hoành khí thế làm tỉnh, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía Thánh Nguyên Vụ Hồ vị trí phương hướng. Chờ đợi nửa ngày, một đạo hắc bào thân ảnh từ Thánh Nguyên Vụ Hồ bên trong trùng thiên mà lên, lắc mình một cái liền xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ vị trí đại điện quảng trường phía trên. Khôi phục đại đế cảnh, Tiêu Phàm hơi hơi kinh hỉ nhìn xem Hùng Lân, dù là Hùng Lân thu liễm khí thế, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế. Hùng Lân không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm trên mặt, lại là từ đầu đến cuối duy trì thiếu dung. Tạ công tử Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, Hùng Lân hít sâu một cái, hơi hơi thi lễ nói. Một lễ này, cũng liền đại biểu Hùng Lân cuối cùng vẫn là nhìn xuống đối Tiêu Phàm xuất thủ, hắn cố nhiên có chút không cam lòng, nhưng là không dám mạo hiểm. Cung nghênh lão tổ xuất quan. Lúc này, Hùng tộc thập đại trưởng lão chạy tới, kích động không hiểu. Hùng Lân nhàn nhạt gật gật đầu, ở trước mặt Tiêu Phàm duy trì khiêm tốn, nhưng ở trước mặt hắn tộc nhân, hắn lại là uy nghiêm vô cùng. Lão tổ khôi phục đại đế cảnh, phải chăng có biện pháp mang theo chúng ta rời đi thần ma kiếp đây? Hùng đại hỏi, trong mắt đều là nồng đậm chờ mong. Cái khác trưởng lão cũng là như thế, ngay cả Tiêu Phàm cũng ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng mà, Hùng Lân lại là không có để ý tới Hùng Đại, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm nói, công tử, chúng ta tìm an tĩnh địa phương nói chuyện. Cùng ta tiến đến, Tiêu Phàm gật gật đầu, quay người liền hướng lấy đại điện bên trong đi đến, Hùng Lân vội vàng đuổi theo, về phần cái khác Hùng tộc trưởng lão, lại là một mặt xoắn suýt đứng ở bên ngoài. Đại điện cánh cửa ầm ầm đóng cửa, Hùng Lân giống như hãn hải thần lực bao phủ cả tòa đại điện, bất luận kẻ nào đều không có khả năng trộm nghe được bọn họ nói chuyện. Nói đi, Tiêu Phàm ở một bên trên ghế ngồi xuống, thản nhiên nói. Phù phù, đột nhiên, Hùng Lân quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm, nói, công tử, còn mời ngươi nhất định muốn mau cứu ta thượng cổ bạo hùng nhất tộc. Tiêu Phàm bị Hùng Lân cử động giật nảy mình, cau mày nói, ngươi trước đứng lên, từ từ nói, đã ngươi hiện tại xem như ta Tu La Điện người, khả năng giúp đỡ, ta tự nhiên tận hết sức lực. Tạ công tử, Hùng Lân hít sâu một cái. Nói công tử, đoạn thời gian trước các ngươi nói chuyện ta đều biết, chúng ta thần ma kiếp chủng tộc xác thực đều là nhận lấy chớ chú, muốn rời đi, chỉ có giải trừ chớ chú một cái này biện pháp. Cái khác 27 bộ lạc lão tổ, năm đó cũng cùng ngươi một dạng. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nói. Hùng Lân đau thương cười một tiếng, gật gật đầu nói, năm đó, chúng ta 28 người, mắt thấy chiến đấu sắp thất bại, chúng ta liền lặng lẽ mang theo bản thân tộc nhân chuẩn bị đào tẩu. Công tử, ta Hùng Lân cố nhiên sợ chết, nhưng ta càng thêm sợ hãi tộc nhân ta hủy diệt, nếu như không phải vì tộc nhân ta, ta năm đó cũng sẽ không trốn. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, nói cho nên, các ngươi 28 bộ lạc lão tổ, đều bị ngươi sư tôn trấn áp. Hùng Lân lắc lắc đầu, khổ sở nói, không, ngoại trừ ta bên ngoài, cái khác 27 bộ lạc lão tổ, hoàn toàn bị ta sư tôn trực tiếp đánh giết, chỉ lưu lại một chút tộc nhân. Để bọn hắn ở trong này hơi tàn. Như thế nói đến, ngươi sư tôn đối ngươi coi như có chút tư tâm rồi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Hùng Lân nói. Ta sư tôn là một cái nghiêm minh người, hắn không phải đối ta có tư tâm, mà là ta năm đó công lao có thể cho ta miễn trừ chết mà thôi. Hùng Lân hít khẩu khí. Nói một chút đi, chớ chú chi lực lại là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn đối Hùng Lân sư tôn cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chớ chú chi lực là ta sư tôn. Hùng Lân thở dài một tiếng, ánh mắt có chút mê ly, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm hối hận. Tiêu Phàm không có quấy rầy, tiếp tục nghe Hùng Lân kể rõ. Nguyên lai, Hùng Lân bọn họ năm đó, hết thảy chạy trốn có 28 người, bởi vì bọn hắn chiến trốn, nhường dị tộc công hãm thần ma kiếp phiến khu vực này, nhường thái cổ thần giới sinh linh tử thương thảm trọng.
liền bọn họ những cái này đại đế đều không phải đối thủ, huống chi cái khác thần vương cảnh cùng với phía dưới tu sĩ đây. Năm đó một trận chiến, đơn giản liền là thây nằm ước vạn, huyết nhiễm thiên khung, cực kỳ thảm liệt. Có thể Hùng Lân bọn họ vẫn là quá khinh thường những cái kia dị ma thực lực, cho dù chạy trốn, đám người cũng bị trọng thương. Mắt thấy 28 người sắp hủy diệt thời khắc, Hùng Lân sư tôn chạy tới, Hùng Lân bọn họ vừa mừng vừa sợ, coi chính mình rốt cục có thể sống sót. Có thể vượt quá bọn họ dự kiến là, Hùng Lân sư tôn phát hiện bọn họ không đánh mà chạy, giận dữ phía dưới, trực tiếp gạt bỏ bọn họ 27 người. Hùng Lân lúc đầu cũng đáng chết. Nhưng chạy trốn phía trước chiến công cũng coi như hiển hách, hắn sư tôn lưu lại hắn một đầu tính mệnh, chỉ là vĩnh trấn thánh nguyên vụ hổ phía dưới mà thôi. Về sau, hắn sư tôn lại đem bọn họ 28 nhân tộc người, dùng đại thủ đoạn toàn bộ dẫn tới thần ma kiếp, cũng ở hắn huyết mạch bên trong đánh vào một đạo chớ chú. Nói là chớ chú, kỳ thật chỉ là một ngụm máu dãy phong ấn mà thôi, này huyết mạch phong ấn cùng thần ma kiếp địa chu vây trận pháp tương liên. Hơn nữa có thể truyền thừa đến hậu đại trên người. Bởi vậy, chỉ cần rời đi thần ma kiếp, bọn họ thể nội huyết mạch phong ấn liền sẽ lên phản phệ tác dụng. Mặt khác, bởi vì kia huyết mạch phong ấn tồn tại, bọn họ này 28 đại bộ lạc, không có người có thể đột phá đại đế cảnh, đến mức vô số năm qua, bọn họ những cái này bộ lạc cũng chậm chậm suy quỳ xuống. Nếu như lại cho ta một lần cơ hội, ta Hùng Lân năm đó tuyệt đối sẽ không chạy trốn, cho dù chết. Cũng có thể để cho ta tộc nhân có tôn nghiêm sống sót. Hùng Lân than nhẹ nói, đường đường đại đế, nói chuyện dĩ nhiên có chút nghẹn ngào. Kia muốn thế nào mới có thể phá giải cái này huyết mạch phong ấn đây? Tiêu Phàm cũng là cảm thán không thôi, trầm giọng hỏi. Phá giải phương pháp ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối cùng kia giết chóc huyết tháp có quan hệ. Hùng Lân lắc lắc đầu, bất quá lại ánh mắt kiên nghị nói, bởi vì này giết chóc huyết tháp. Chính là ta sư tôn pháp bảo. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, giết chóc huyết tháp là Hùng Lân sư tôn pháp bảo. Người sư tôn gọi tên là gì? Tiêu Phàm rốt cục không nhịn được hỏi. Táng, Hùng Lân hít sâu một cái, cuối cùng phun ra một chữ này, tựa như đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng một dạng. Táng, Tiêu Phàm kinh ngồi lên, sắc mặt lại cũng không thể bình tĩnh. Táng là người nào? Hắn Tiêu Phàm cũng không rõ ràng, nhưng cái tên này, hắn lại thật sâu lạc ấn ở trong đầu, lúc trước nhìn thấy những cái kia đại đế mộ huyệt, phía trên đều tồn tại một cái giống nhau danh tự, kia chính là Táng. Có thể Tiêu Phàm tuyệt đối không nghĩ đến, Táng lại là Hùng Lân sư tôn. Người biết rõ ta sư tôn danh tự, Hùng Lân cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, cũng đúng, ngươi cũng là Tu La tộc, biết rõ ta sư tôn danh tự cũng rất bình thường. Hắn thế nhưng là Tu La tộc tuyệt thế thiên kiêu, danh chấn thượng cổ nhân vật. Táng cũng là Tu La tộc nhân. Một lần này Tiêu Phàm thật kinh ngạc, đôi mắt bên trong càng là nồng đậm sùng bái ý, cấp độ kia cường giả, đoán chừng hắn hiện tại liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Mặc dù ta không biết rõ sư tôn vì sao sẽ lưu lại hắn giết chóc huyết tháp, nhưng nếu là có giải trừ huyết mạch phong ấn biện pháp, khẳng định có thể ở giết chóc huyết nội tháp tìm tới. Hùng Lân lại nói ra. Còn người sốt ruột nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật lâu mới bình tĩnh trở lại, nói, nếu như bách sát tháp bên trong thật có giải trừ huyết mạch phong ấn biện pháp, ta nhất định hết sức mà làm. Tạ công tử, Hùng Lân từ đáy lòng cảm kích nói, trong lòng lại không gạt bỏ Tiêu Phàm ý nghĩ. Hiện tại Tiêu Phàm, thế nhưng là bọn họ lên cổ bảo hùng nhất tộc hy vọng, có thể rời đi, có lẽ chỉ có thể ỷ vào Tiêu Phàm. Bách sát tháp mở ra sắp đến. Hiện tại ngươi cũng khôi phục đại đế cảnh, liền theo ta đi trước một chuyến cái khác bộ lạc A, nếu là có thể giải trừ huyết mạch phong ấn, đến lúc đó ta suy nghĩ nhiều mang mấy cái bộ lạc rời đi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mang theo 28 bộ lạc toàn bộ rời đi, Tiêu Phàm không dám nghĩ, nhưng là mang 5-6 cái bộ lạc mà nói, có lẽ vẫn là có thể tranh thủ được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể tìm tới giải trừ huyết mạch phong ấn biện pháp. Bằng không hắn căn bản không có vốn liếng cùng với những cái khác bộ lạc bàn điều kiện. Là, công tử, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Hùng Lân ngưng tiếng nói. Hai người lại trò chuyện với nhau một hồi, lúc này mới rời đi cung điện, lập tức mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu đám người, còn có Hùng Lân, Hùng Đại, Gấu Ba, Gấu Bốn cùng Hùng Chiến mấy người hướng gần nhất hỏa ma bộ lạc mau chóng chạy đi.
Thánh Nguyên Bộ Lạc có nhị trưởng lão Hùng Nhị đám người tọa chấn, cũng không cần lo lắng những người khác nguy hiểm. Thượng cổ bạo hùng nhất tộc mặc dù không cách nào ở thần ma kiếp đột phá đại đế cảnh, nhưng cũng không đại biểu, bọn họ đến thái cổ thần giới cũng vô pháp đột phá đại đế. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng cũng tràn đầy một tia chờ mong, nếu là có thể thu phục 5-6 cái bộ lạc, đến lúc đó coi như đối mặt vạn la đế vực, cũng sẽ không có quá lớn áp lực a. 3 ngày thời gian, Tiêu Phàm một nhóm đi tới một phiến hỏa diễm trùng thiên núi hoang bên ngoài. Xa xa nhìn lại, dãy núi nguy nga bao la hùng vĩ, nhưng mà, mặt đất lại là khô héo vạn dặm, không có chút nào sinh cơ, thiên địa một phiến hỏa hồng sắc, tựa như máu tươi thẩm thấu một dạng. Một cỗ nóng rực hỏa diễm khí lãng đập vào mặt, nếu như không cần thần lực ngăn cản, đám người đều có thể cảm nhận được một cỗ nóng hổi cảm giác. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người, thể nội vô tận chi hỏa cùng hư vô u hỏa càng là nô nức tấp nập mà ra, điên cuồng rút ra 4 loại hỏa diễm lực lượng, tựa như tiến nhập tu luyện thánh địa. Công tử, này hỏa ma lính, vốn là vạn linh hỏa vực chủng tộc, ở hỏa diễm pháp tắc phương diện, có được trời ưu ái thiên phú. Hùng Lân thấp giọng giải thích nói. Hùng Lân đám người vì ẩn tàng thân phận, bọc lấy hắc bào, vành nón bao lại đầu, căn bản nhìn không rõ bọn họ khuôn mặt. Vạn linh hỏa vực ta nghe nói qua, truyền văn nơi đó là hỏa diễm thiên đường. Tiêu Phàm gật gật đầu, về sau vô tận chi hỏa muốn tiến giai mà nói, Tiêu Phàm là nhất định sẽ đi một chuyến vạn linh hỏa vực. Công tử, bọn họ bộ tộc này thần vương cảnh đỉnh phong có mấy cái, nhất là hỏa ma lĩnh tộc trưởng hỏa ma, người này thật không tốt nói chuyện, nhất định muốn cẩn thận. Hùng Đại ở một bên nhắc nhở. Bọn họ sẽ nói chuyện cẩn thận. Hùng Lân hừ lạnh một tiếng nói. Hắn hiện tại thế nhưng là đại đế cảnh cường giả, ai dám không cùng hắn nói chuyện cẩn thận. Có thể không động thủ liền tốt nhất không cần động thủ đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó đạp không mà lên. Người đến người nào, dám xông vào ta hỏa ma lĩnh. Mấy người vừa mới xâm nhập phạm vi trăm dặm, đột nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, lại là nhìn thấy 10 người từ đằng xa bay vụt mà tới, chớp mắt liền đem Tiêu Phàm bọn họ vây quanh ở trung ương, trên người sát khí nở rộ. Nhân tộc Kiếm Hồng Trần, cầu kiến hỏa ma tộc trưởng. Tiêu Phàm chắp tay một cái, nhàn nhạt phun ra một câu. Tiêu Phàm cũng không có tự tiện xông vào, tất nhiên tưởng thu phục hỏa ma lĩnh, tự nhiên muốn biểu hiện ra nhất định thành ý, một phần vạn không được, liền chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Nhưng mà, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, đối diện 10 người lại là khinh thường nở nụ cười, ngôn ngữ bên trong đều là vẻ trào phúng. Các ngươi đi thôi. Chúng ta tộc trưởng cũng không phải người nào đều có thể gặp. Muốn gặp tộc trưởng người có nhiều lắm, các ngươi đã là nhóm thứ 10, có thể tộc trưởng lại là một cái đều không gặp, các ngươi cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Nhìn bọn hắn trên người hai cái kia loại thần hỏa, đoán chừng chính là vì hỏa nguyên thần thạch đi a. Đi thôi, chúng ta còn phải tiếp tục tuần tra, cũng không làm khó ngươi nhóm. 10 người ngươi một lời ta một câu, căn bản không có mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm bọn họ một cái. Những ngày qua, đã có rất nhiều nhân tộc tu sĩ đi tới nơi này, đều bị bọn họ cự ngoài cửa. Các ngươi xác định sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem kia 10 cái tuần tra hỏa tộc tu sĩ, bất quá những người này coi như lễ phép, chỉ ít không có tìm bọn họ phiền phức, Tiêu Phàm cũng không có tức giận. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn xông vào hay sao? Cầm đầu tuần tra đội trưởng sắc mặt trầm xuống, trong tay trường thương nhấc lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trở về nói cho các ngươi tộc trưởng, liền nói Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão muốn gặp hắn. Lúc này, một bên Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão Hùng Đại đột nhiên xốc lên vành nón, lạnh lùng nói ra. Ngươi là, tuần tra đội trưởng sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra Hùng Đại, kinh ngạc nói, Hùng Liệt trưởng lão. Hùng Liệt, tự nhiên liền là đại trưởng lão bản danh, xem như nhất tộc đại trưởng lão, địa vị cơ hồ cùng hỏa ma bộ lạc tộc trưởng tương đương. Bọn họ chỗ nào còn dám lãnh đạm. Hùng Liệt trưởng lão mời đi theo ta, ta liền đi thông chi tộc trưởng. Tuần tra đội trưởng cung kính thi lễ nói, chỗ nào còn dám vênh váo tự đắc. Đám người lại không khỏi nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái, từ những người này chỗ đứng bọn họ có thể nhìn ra một chút đồ vật, rõ ràng là lấy Tiêu Phàm làm chủ. Hơn nữa, mặt khác mấy cái hắc bào nhân trên người khí tức cũng thập phần cường đại, rõ ràng không phải bọn họ có thể đắc tội. Hùng Liệt nhàn nhạt gật gật đầu, tuần tra đội trưởng chỗ nào còn dám do dự,
mệnh lệnh hai người đi trước thông chi hỏa ma tộc trưởng, mà bọn họ lại là hộ tống Tiêu Phàm một nhóm hướng về hỏa ma lĩnh chỗ sâu tiến đến. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thu hồi vô tận chi hỏa cùng hư vô u hỏa, bọn họ đều không thể không thừa nhận, này hỏa ma lĩnh hỏa diễm pháp tắc nồng đậm. Ở trong này lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, khó trách nói ở thần ma kiếp, người bình thường đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Chỉ cần thiên tư không phải quá kém, có thể sống sót tiến vào thần ma kiếp, đột phá thần vương cảnh xác thực không phải quá khó sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót đi đến thần ma kiếp, ngoại giới thế nhưng là có không ít dị ma, người bình thường đoán chừng liền đế huyết nhai đều không cách nào đến. Sau nửa ngày, một tòa cổ lão thành trì tiến nhập đám người trong tầm mắt, từng tòa nguy nga rộng lớn cung điện đứng vững trong đó, đại khí bàng bạc. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đến, vô số tu sĩ quăng tới ánh mắt kinh ngạc, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí dựa vào, nhãn thần bên trong đều là vẻ đề phòng. Hiển nhiên, hỏa ma lĩnh tu sĩ đều 10 phần bài ngoại, đồng dạng không cùng từ bên ngoài đến tu sĩ tiếp xúc. Hùng liệt trưởng lão đại giá quang lâm, hỏa ma không có từ xa tiếp đón. Cũng liền ở lúc này, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến, một đạo máu hồng sắc hỏa quang bỗng nhiên bay vụt mà tới. Bốn phía hỏa tộc tu sĩ nghe được lời này, mãnh kinh, sau đó nhao nhao quỳ một gối xuống ở nguyên chỗ, bái kiến tộc trưởng. Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc. Tộc trưởng dĩ nhiên tự mình đi ra chào đón, vậy những thứ này người thân phận. Nghĩ đến bản thân vừa mới dĩ nhiên kém chút động thủ, đám người dọa cho phát sợ. Là Thánh Nguyên Bộ Lạc Đại trưởng lão, có người lấy lại tinh thần, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Không giống a, Thánh Nguyên Bộ Lạc Đại trưởng lão không phải là một lão đầu a, làm sao như thế tuổi trẻ. Có người hoài nghi nói. Lúc này, một cỗ hùng uy gào thét mà tới, ở đây tu sĩ vội vàng cúi thấp đầu, lại là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Nam tử trung niên mặt như đao tước, huyết hồng sắc lông mày giống như hai thanh thiên đao, lộ ra một cỗ bá tuyệt chi khí, một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm trong gió bay lên, không cái nào không hiển lộ hắn cường thế. Người này không phải kẻ khác, chính là hỏa ma lĩnh hỏa ma bộ lạc tộc trưởng hỏa ma. Cũng là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Hùng Liệt gặp qua hỏa ma tộc trưởng, đại trưởng lão Hùng Liệt hơi hơi thi lễ nói, bất quá dư quang lại là nhìn về phía Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm sinh khí. Một màn này, lại là đôi mắt đẹp nhìn ở trong mắt hỏa ma tộc trưởng, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng dị sắc, vội vàng nói, Hùng Liệt trưởng lão, bên trong nói chuyện. Tốt, Hùng Liệt gật gật đầu, lập tức đi theo hỏa ma trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Một lát sau, đám người liền đi tới một tòa nguy nga cung điện. Cung điện bên trong, ngoại trừ hỏa ma bên ngoài, còn đứng 8 đạo thân ảnh, mỗi người trên thân khí tức đều vô cùng cường hoành, chí ít cũng là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Những cái này bộ lạc tu sĩ ở thần ma kiếp mặc dù không cách nào đột phá đại đế cảnh, nhưng thần vương cảnh cao giai tu sĩ, lại là không ít. Liền này hỏa ma bộ lạc thực lực, nếu là đặt ở thái cổ thần giới, đoán chừng đều có thể cùng bình thường cổ vực so sánh, chỉ là thiếu khuyết đại đế cấp bậc cường giả tọa trấn mà thôi. Các vị mời ngồi, hỏa ma ngồi ở đại điện chủ tọa phía trên, Tiêu cười nói. Thoại âm rơi xuống, hỏa ma lĩnh tu sĩ ngồi ở bên phải, mà Tiêu Phàm bọn họ lại là ở bên trái ngồi xuống, chẳng qua là làm hỏa ma bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ số ghế lúc, toàn bộ đều biến vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Hùng Liệt dĩ nhiên chỉ là ngồi ở cái thứ tư trên chỗ ngồi. Mà ngồi ở cái thứ nhất trên chỗ ngồi là một cái hắc bào thanh niên, thứ hai là một cái bó chặt hắc bào nhân, cái thứ ba thì là một người mặc trường bào màu trắng bản tử, cái thứ tư mới là Hùng Liệt. Nếu như không phải Bạch Ma đang ở trong tu luyện không có tới, có lẽ Hùng Liệt liền cái thứ tư vị trí đều không ngồi tới. Hùng Liệt trưởng lão, mấy vị này là... Hỏa ma hít sâu một cái nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ mấy người. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Vị này là nhà của ta công tử, Kiếm Hồng Trần. Hùng Liệt cười nói ra. Kiếm Hồng Trần, liền là cái kia đoạn thời gian trước vượt qua trong truyền thuyết hình người đế vương kiếp Kiếm Hồng Trần. Đám người nghe được cái tên này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh. Giờ khắc này, ai cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Bất quá hỏa ma lại là nghe được một mặt khác ý tứ,
sắc mặt có chút khó chịu nói, Hùng Liệt, các ngươi Thánh Nguyên bộ lạc, dĩ nhiên thần phục nhân loại tu sĩ. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta 7 cái bộ lạc minh ước? Lời này vừa nói ra, hỏa ma lính cái khác tu sĩ cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, nhãn thần bên trong đều là vẻ đề phòng, nhưng càng nhiều là chấn kinh, Thánh Nguyên bộ lạc dĩ nhiên thần phục một cái vừa mới đột phá thần vương cảnh tiểu tử. Coi như hắn có thể đủ thành công vượt qua đế vương kiếp, có thể cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ a. Chủ yếu nhất là, tiểu tử này mang theo Hùng Liệt bọn họ tới đây mục đích cũng đã không cần nói cũng biết, muốn cho bọn họ hỏa ma bộ lạc thần phục, đơn giản liền là người si nói mộng. Hỏa ma tộc trưởng nói đùa, bọn họ cũng không phải thần phục với ta, chỉ là cùng ta hợp tác mà thôi. Không đợi Hùng Liệt mở miệng, Tiêu Phàm lại là cười nhạt một cái nói. Hợp tác, hỏa ma híp hai mắt, rõ ràng không tin nói. Ngươi một cái vừa mới đột phá thần vương cảnh tiểu tử, có tư cách gì cùng thần vương cảnh đỉnh phong hợp tác, huống hồ ta hỏa ma lĩnh còn không vẻn vẹn chỉ có một cái thần vương cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ là Ngọc Cốt Đế Vương Dịch? Đột nhiên, một cái trưởng lão cả kinh kêu lên. Cự ly Tiêu Phàm độ thần vương kiếp đã qua một chút thời gian, bọn họ nơi này đã sớm thu vào tin tức, lúc ấy thiếu chút nữa thì không đi Thánh Nguyên bộ lạc cướp đoạt. Những người khác văn ngôn, con người hơi hơi sáng lên, nếu quả thật là Ngọc Cốt Đế Vương Dịch mà nói, kia có lẽ thật đúng là có hợp tác khả năng. Tiêu Phàm không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, bất quá lại là nói ra, trên người của ta cũng đã không có Ngọc Cốt Đế Vương Dịch. Vậy ngươi dựa vào cái gì cùng ta hỏa ma bộ lạc hợp tác? Kia trưởng lão cười lạnh nói, không có Ngọc Cốt Đế Vương Dịch, bọn họ cũng không cho rằng một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử, có thể có cái gì tư cách cùng bọn hắn hợp tác. Nếu như là rời đi thần ma kiếp đây, Tiêu Phàm không có để ý tới kia trưởng lão, lần nữa nhìn về phía hỏa ma nói, nơi này chỉ có hỏa ma mới có chân chính quyền nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngồi lên. Rời đi thần ma kiếp, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn, bọn họ cố gắng vô số tuế nguyệt, không phải liền là muốn rời đi thần ma kiếp sao? Chỉ có thái cổ thần giới vạn linh hỏa vực, mới là bọn họ hỏa tộc chân chính thiên đường. Ngươi thật có biện pháp để cho chúng ta rời đi thần ma kiếp? Hỏa ma nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như là điều kiện này, có lẽ thật đúng là có hợp tác khả năng, bọn họ cũng rốt cục biết rõ, Hùng Liệt vì cái gì sẽ thần phục Tiêu Phàm. Tạm thời tới nói còn không có biện pháp, Tiêu Phàm chi tiết nói ra. Ngươi dám đùa nghịch chúng ta, hỏa ma đám người hầm hầm giận dữ, coi là Tiêu Phàm là ở đùa nghịch bọn họ, tức khắc một cỗ cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Đều chán sống rồi sao? Bỗng nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên, lại là ngồi ở dưới Tiêu Phàm tay Hùng Lân, đột nhiên bộc phát ra hung mãnh khí thế, kinh khủng uy thế bao phủ mà đến. Phốc phốc! Hỏa ma bộ lạc tất cả mọi người toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, một mặt kinh hãi nhìn xem Hùng Liệt, nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi. Đại đế, người này lại là đại đế tu vi. Trong lúc nhất thời, hỏa ma bộ lạc câm như hến, bọn họ ánh mắt ở Tiêu Phàm cùng Hùng Lân trên người bồi hồi, quả thực là liền một cái dám đều không dám thả. Công tử để mắt các ngươi, mới chủ động cùng các ngươi hợp tác, các ngươi coi chính mình tính thứ gì? Hùng Lân lạnh lùng đảo qua toàn trường. Hắn nếu thật động thủ, những người này cho dù liên hợp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghe được Hùng Lân đối Tiêu Phàm xưng hô, hỏa ma đám người con ngươi đều run rẩy lên, một cái đại đế cảnh cường giả dĩ nhiên gọi một cái thần vương cảnh tiền kỳ người là công tử. Là chúng ta điên, vẫn là cái này thế giới điên. Chúng ta là đến nói hợp tác, cũng không phải tới giết người. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Hùng Lân lúc này mới thu liễm khí thế, Tiêu Phàm vừa cười nói, hiện tại, ta có tư cách cùng các ngươi nói hợp tác rồi à. Hỏa ma hờ hững gật gật đầu, nói các hạ có đại đế cảnh cường giả làm thuộc hạ, liền là muốn giết ta lại có thể như thế nào. Hiển nhiên, hỏa ma trong lòng 10 phần không phục, Tiêu Phàm chẳng qua là lấy thế đè người mà thôi. Ta không lấy thế đè người, người hỏa ma tộc trưởng, sẽ nghe ta nói chuyện cẩn thận sao? Tiêu Phàm cười một tiếng, nói, mặc dù ta hiện tại không để cho các ngươi rời đi thần ma kiếp biện pháp. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, nói, nhưng là, nói không chừng không lâu tương lai, ta thì có biện pháp đâu. Huống hồ, ta nói cùng các ngươi hợp tác, đến lúc đó ta nếu như làm không được, này hợp tác tự nhiên cũng không có giá trị,
kết quả là các ngươi cũng không có tổn thất cái gì, không phải sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hỏa Ma bộ lạc đám người lúc này mới phát hiện, có vẻ như đúng là bọn họ đường đột. Nếu như ngươi thật có biện pháp mang chúng ta rời đi thần ma kiếp, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Hỏa Ma hít sâu một cái nói, trong lòng khó chịu cũng đã biến mất không ít. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, bưng lên một bên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hỏa Ma như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, một khi rời đi thần ma kiếp, hắn Hỏa Ma bộ lạc nhất định là muốn thần phục Tiêu Phàm, mà cái này, cũng không phải hắn muốn. Mặc dù lưu ở thần ma kiếp, nhưng bọn hắn tương đối mà nói coi như tự do, nhưng nếu là đáp ứng Tiêu Phàm, về sau khả năng liền mất đi tự do. Chỉ là không rời đi à, bọn họ đời này đều không có khả năng đột phá đại đế cảnh, mà không đột phá mà nói, thọ nguyên có hạn, cuối cùng sẽ chết đi. Một bên là tự do, một bên là sinh tử, thậm chí chủng tộc cường đại, nhường Hỏa Ma lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nhìn thấy Hỏa Ma trầm mặc, một đám trưởng lão do dự, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, như vậy đi, nếu là ta có biện pháp nhường các ngươi rời đi, ngươi Hỏa Ma bộ lạc thần phục ta 100 năm thời gian, 100 năm sau đó, ta trả lại cho các ngươi tự do, nếu là ta làm không được, vậy cái này hợp tác liền như vậy coi như thôi, như thế nào? Nghe được lời này, Hỏa Ma ánh mắt sáng lên, 100 năm thời gian đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn không tính cái gì. Nghĩ tới cái này, Hỏa Ma cuối cùng gật gật đầu nói, tốt. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiêu Phàm cũng là tiêu sái cười nói. Một bên Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan lại là nhếch miệng, 100 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đoán chừng đến lúc đó Tiêu Phàm đều khả năng đột phá đến đại đế cảnh. Lúc kia, coi như Hỏa Ma bộ lạc rời đi, cũng căn bản không có cái gì tổn hại, này mua bán ngược lại là có lời. Hợp tác vui vẻ, Hỏa Ma cười ha ha một tiếng nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đúng là tốt nhất lựa chọn. Nếu như Tiêu Phàm lấy thế đè người, nhưng Hùng Lân xuất thủ, bọn họ cũng không có khả năng có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, nhiều nhất trong lòng khó chịu mà thôi. Công tử, người kỳ thật không tất yếu cùng bọn hắn nói điều kiện. Người nào nếu phản kháng, ta diệt người đó liền được. Hùng Lân âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Dùng thực lực áp đảo bọn họ, Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, truyền âm nói, áp đảo bọn họ, trong lòng khó tránh khỏi không phục, về sau cũng khả năng âm thầm chơi ngáng chân, để bọn hắn tâm phục khẩu phục tốt nhất. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, huống hồ 100 năm sau đó, bọn họ cũng chưa hẳn nguyện ý rời đi, đương nhiên. Nếu là bọn họ còn dám âm thầm âm ta, cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Nghe được lời này, Hùng Lân bỗng nhiên run một cái, không biết tại sao, trong lòng của hắn có chút may mắn bản thân không có đối Tiêu Phàm xuất thủ. Bằng không mà nói, đoán chừng hắn Hùng Lân cũng đã sớm chết. Tộc trưởng, không xong, đang lúc đám người kích động thời khắc, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo sốt ruột thanh âm. Không biết bản tộc trưởng đang gặp quý khách sao? Kêu la om sòm, còn thể thống gì? Hỏa Ma hừ lạnh một tiếng, băng lãnh khí thế nở rộ mà ra. Tộc trưởng, là ta, tiểu công chúa nàng đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, một cái bà lão xông vào đại điện bên trong, nhãn thần bên trong đều là vẻ lo lắng. Là nàng, Tiêu Phàm nhìn thấy bà lão một sát na kia, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Kiếm công tử, lão phu càn rỡ. Hỏa Ma sắc mặt đại biến, vội vàng thu liễm khí thế, nhìn về phía một bên mặt khác mấy người nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi hảo hảo chào hỏi kiếm công tử. Không đợi mấy người phản ứng, Hỏa Ma nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, chạy ra khỏi đại điện. Hỏa Ma rời đi thật lâu, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, Hỏa Ma bộ lạc bát đại trưởng lão, sắc mặt đều không phải đẹp mắt. Kiếm công tử, tộc trưởng có chuyện quan trọng xử lý. Lão hủ an bài trước các vị ngụ lại, quay đầu tộc trưởng lại đến bồi tội như thế nào. Cầm đầu một cái lão giả hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Cũng tốt, Tiêu Phàm nhìn qua Hỏa Ma rời đi phương hướng, điểm cuối cùng gật đầu nói. Một lát sau, Hỏa Ma tộc đại trưởng lão liền mang theo Tiêu Phàm một nhóm ở một tòa u tĩnh nhã uyển ở lại. Này nhã uyển ngược lại là cực kỳ riêng biệt, tiểu viện trăm hoa đua nở, quần phương tranh diễm, cây xanh như ấm. Sinh cơ bừng bừng, hơn nữa có trận pháp ngăn cách trong ngoài. Này cảnh sắc nếu là đặt ở địa phương khác cũng không tính cái gì,
nhưng là ở hỏa ma lĩnh, tuyệt đối xem như có một phong cách riêng, hiển nhiên là chuyên môn dùng để đãi khách địa phương. Lão Tam, chúng ta không nên tiến đến kế tiếp địa phương sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không muốn ở trong này dừng lại bao lâu, Bách Sát Tháp thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, bọn họ nhất định phải mau chóng chạy tới nơi đó. Không vội, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nhìn về phía Hùng Liệt nói, Hùng Đại, nơi này là hỏa ma bộ lạc địa bàn, chẳng lẽ còn có người dám đối hỏa ma bộ lạc tiểu công chúa bất lợi sao? Tự nhiên không có người dám đối hỏa ma công chúa bất lợi. Hùng Liệt lắc lắc đầu, lập tức thật sâu hít khẩu khí nói, việc này ta ngược lại là biết rõ một chút, hỏa ma già được nữ, thế nhưng là bảo bối, nhưng hắn kia bảo bối nữ nhi, lại là bị một loại quái bệnh, hỏa ma vì hắn nữ nhi, 100 năm qua đi khắp thần ma kiếp, cũng không có tìm tới giải quyết phương pháp. Trăm năm, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, hắn trong đầu không khỏi hồi tưởng lên trước đó thời gian vừa mới bước vào thần ma kiếp lúc cứu cái kia 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Nếu như không phải nhận ra bà lão, Tiêu Phàm còn không nghĩ đến, bản thân cứu được cái kia tiểu nữ hài, lại là hỏa ma bộ lạc tiểu công chúa. Có thể cô bé kia rõ ràng rất nhỏ a, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, làm sao hỏa ma vì hắn nữ nhi cố gắng 100 năm đây? Chủ nhân, hỏa tộc sinh mệnh kéo dài, 100 năm, cũng liền tương đương với nhân tộc 4-5 tuổi mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu truyền đến một đạo non nớt thanh âm. Lại là vô tận chi hỏa. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Hùng Liệt nói, quái bệnh gì, nhưng hỏa ma bỏ ra trên 100 năm đều không có giải quyết. Ta nếu là biết rõ, vậy liền có thể giải quyết. Hùng Liệt đắng chát cười nói, bất quá, nàng loại kia triệu chứng 10 phần quỷ dị, rõ ràng là hỏa tộc, lại đến mỗi nguyệt viên chi dạ, liền sẽ rét lạnh như băng, hơn nữa còn sẽ thôn phệ những người khác lực lượng. Những năm này đến, hỏa ma tộc có mấy cái thần vương cảnh đỉnh phong bị nàng thôn phệ lực lượng, bởi vậy, hiện tại dám bảo hộ hỏa ngân nhi, đồng dạng đều là thần vương cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ. Tiêu Phàm lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, khó trách lần trước gặp gỡ dị ma, bảo hộ hỏa ngân nhi người thực lực thấp như vậy, kém chút cắm ở trong tay dị ma, nguyên lai là những cái kia thần vương cảnh hậu kỳ trở lên người, căn bản là không dám tới gần nàng a. Bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ là, hỏa ngân nhi vậy mà sẽ thôn phệ người khác lực lượng. Cái gì hỏa diễm nắm giữ thôn phệ chi lực đây? Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Hùng Liệt lại nói ra, ai, này hài tử cũng rất đáng thương, vì không liên lụy người khác, thường xuyên vụng trộm chạy ra ngoài, chỉ hy vọng có thể được dị ma giết chết. Kia hỏa ngân nhi vẫn đủ thiện lương a. Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày, nói, lão Tam, ngươi là thần dược sư, có hay không biện pháp cứu nàng? Công tử là thần dược sư. Hùng Chiến kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt kính sợ ý càng thêm mãnh liệt. Ta ngược lại là muốn cứu, nhưng mấu chốt là biết rõ ràng nàng được bệnh gì mới được. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Hắn trong đầu hồi tưởng lên lúc trước nhìn thấy hỏa ngân nhi một màn kia, hắn vẻn vẹn biết rõ hỏa ngân nhi là hỏa tộc mà thôi, cũng không phải biết rõ nàng được bệnh gì. Tiêu Phàm ở trong tu la truyền thừa tìm nửa ngày, ngược lại là tìm được mấy loại nắm giữ thôn phệ lực lượng hỏa diễm. Nhưng mấu chốt là, những cái kia hỏa diễm đều vượt ra khỏi hắn khống chế năng lực. Yếu nhất một loại thôn phệ hỏa diễm, đều là đế hỏa, có thể so với huyết hải tinh thần đồng dạng tồn tại. Nếu là không cẩn thận, có thể liền sẽ đem bản thân mệnh đều góp đi vào. Công tử vẫn là cẩn thận một chút, phàm là xuất thủ cứu hỏa ngân nhi người, lực lượng đều bị nàng thôn phệ không còn một mảnh. Hùng Liệt vội vàng nhắc nhở. Mọi người trước nghỉ ngơi một hồi. Quay đầu hỏi một chút hỏa ma tộc trưởng, có thể mà nói, ta liền đi xem một cái. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đám người gật gật đầu, bọn họ cố nhiên muốn cho Tiêu Phàm xuất thủ cứu hỏa ngân nhi, nhưng là không muốn hại Tiêu Phàm. Nửa ngày sau đó, hỏa ma lần nữa đi tới Tiêu Phàm bọn họ tiểu viện bồi tội, chỉ là hắn bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt cũng 10 phần trắng bệch. Hỏa ma tộc trưởng, ta là một cái thần dược sư. Có thể nhìn xem lệnh ái bệnh sao? Thật lâu sau đó, Tiêu Phàm hay là đạo ra trong lòng ý nghĩ. Xem như một cái thần dược sư, tự nhiên đối các loại quái bệnh cũng dám hứng thú, đây cũng là nhanh chóng tăng lên thần dược sư phẩm giai phương pháp. Những năm này, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu vi cùng thực lực tăng lên, đang luyện dược cùng chữa bệnh phương diện, ngược lại là hoang phế không ít. Đến mức hắn hiện tại đột phá thần vương cảnh,
cũng vẻn vẹn chỉ là một cái cao giai thần dược sư mà thôi. Kiếm công tử là thần dược sư, hỏa ma ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền mở đi xuống dưới, nghĩ đến Hùng Liệt trưởng lão cũng đã cùng kiếm công tử nói qua a, hỏa ma không muốn liên lụy kiếm công tử. Cũng không phải hỏa ma thật không muốn liên lụy Tiêu Phàm, mà là hắn sợ bản thân nữ nhi đem Tiêu Phàm lực lượng thôn phệ sạch sẽ sau đó, Hùng Lân sẽ không bỏ qua bọn họ hỏa ma nhất tộc. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, nếu là không giải quyết được, về sau chờ thư xê lực cường đại lên lại nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm cười cười nói, hỏa ma có thể nhắc nhở hắn, ngược lại để Tiêu Phàm xem trọng một cái. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm hận không thể Tiêu Phàm lập tức đi cho nàng nữ nhi điều tra một phen. Không đi mà nói, khẳng định chị không tốt, có thể đi mà nói, lại chí ít còn có chút hy vọng. Vậy liền phiền toái, hỏa ma cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, dư quang không khỏi nhìn Hùng Lân một cái. Ở hỏa ma dẫn đầu dưới, đám người đi tới một chỗ hỏa diễm pháp tắc cực kỳ nồng đậm tiểu viện, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, có thể nghĩ hỏa ma đối với hắn nữ nhi quan tâm. Hùng Đại, các ngươi ở bên ngoài chờ ta, Hùng Lân, ngươi cùng ta vào xem một chút, có lẽ muốn ngươi hỗ trợ. Tiêu Phàm nhìn đám người một cái nói. Lão Tam, ta cũng đi vào. Nam Cung Tiêu Tiêu xung phong nhận việc nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Hùng Lân đi tiến vào trong phòng, phía sau còn đi theo hỏa ma. Trong phòng bố trí rất đơn giản, bất quá bốn phía lại là trưng bày chiếu lấp lánh hỏa thuộc tính thần thạch. Bàng bạc hỏa thuộc tính thần linh chi khí điên cuồng tràn vào gian phòng trên giường đá. Cho dù kia giường đá, cũng là một khối hoàn chỉnh hỏa nguyên thần thạch, giá trị không ít. Hỏa ma vì hắn nữ nhi, xác thực bỏ ra rất nhiều. Lão Tam, thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem trên giường hôn mê tiểu nữ hài, hỏi. Ta phải nhìn xem, Tiêu Phàm không khỏi mở ra bạch nhãn, ngươi cho rằng ta là thần A. Nhìn một chút liền có thể nhìn ra vấn đề đến. Dứt lời, Tiêu Phàm hướng về bên giường đi đến. Kiếm công tử, cẩn thận một chút. Hỏa ma hít sâu một cái nói, trong mắt đều là nồng đậm lo lắng thần sắc. Hắn đã sợ Tiêu Phàm đối hỏa ngân nhi bệnh thúc thủ vô sách, lại sợ Tiêu Phàm lực lượng bị hỏa ngân nhi thôn vệ không còn một mảnh, đến lúc đó không may vẫn là hỏa ma bộ lạc. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên giường. Nhô ra một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt hỏa ngân nhi mạch đập, một tia linh hồn lực lượng thăm dò vào hỏa ngân nhi kinh mạch. Hô, linh hồn lực lượng vừa mới tiến vào hỏa ngân nhi thể nội, Tiêu Phàm liền cảm giác bị một cỗ đáng sợ lực lượng nắm kéo, tính cả toàn bộ linh hồn bản thể đều kém chút bị kéo giật đi ra. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, vội vàng thúc giục linh hồn bản thể lực lượng, ngăn trở cỗ kia thôn phệ chi lực. Linh hồn bản thể hiện tại thế nhưng là đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn dung hợp tu la ma ảnh lực lượng, bằng vào linh hồn lực lượng mà nói, cho dù bình thường đại đế tiền kỳ, cũng chưa hẳn có thể cùng hắn so sánh. Rất nhanh, linh hồn bản thể liền ngăn trở cỗ kia thôn phệ chi lực, bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không thể không cẩn thận, vừa mới hắn thiếu chút nữa thì thất thủ. Theo lấy linh hồn lực lượng rót vào, Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Coi là hỏa ngân nhi thể nội liền tựa như một phiến vô đáy thâm uyên, hắn linh hồn chi lực dĩ nhiên căn bản không dò tới phần cuối. Phải biết, hắn linh hồn lực lượng đột phá thần vương cảnh hậu kỳ thời điểm, linh hồn chi lực thế nhưng là có thể bao trùm chu vi hơn vạn dặm thánh nguyên thành A. Này hỏa ngân nhi thân thể, so thánh nguyên thành còn muốn rộng lớn. Tiêu Phàm không dám tùy tiện thử, càng là xâm nhập kiểm tra, hắn thì càng kinh hãi. Nàng kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại, linh hồn cũng bình yên vô sự, hẳn không phải là kinh mạch và linh hồn vấn đề, bất quá hỏa tộc đồng dạng đều có một loại sen lẫn hỏa diễm, ta lại là không có nhìn thấy. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói. Hắn cũng đã cho ra một cái đại khái kết luận, hỏa ngân nhi vấn đề, 89 phần 10 ra ở nơi này sen lẫn hỏa diễm phía trên, bởi vì hắn từ đầu đến cuối, đều không nhìn thấy hỏa ngân nhi sen lẫn hỏa diễm. Khó trách mặt khác thần dược sư đều không cách nào chữa cho tốt bệnh nàng, ngược lại cũng không phải mặt khác thần dược sư không biết hỏa ngân nhi được bệnh gì, mà là bọn họ không biết như thế nào trị liệu. Lại thử chốc lát, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có nhìn thấy hỏa ngân nhi xen lẫn hỏa diễm, hắn cũng nổi lên lùi bước tâm tư. Nếu như tiếp tục xâm nhập mà nói, đối với hắn tới nói, cũng là cực lớn gánh vác, đến lúc đó cỗ kia thôn phệ chi lực lần nữa sinh ra, chính hắn đều có thể sẽ không may.
hít sâu một cái, Tiêu Phàm linh hồn chi lực chuẩn bị rời khỏi Hỏa Ngân Nhi thể nội. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một cỗ đáng sợ hàn khí bỗng nhiên đánh tới, Tiêu Phàm bỗng nhiên sợ run cả người, chỉ cảm giác linh hồn bản thể khẽ run lên, nhanh chóng rút hồi linh hồn lực lượng. Kia hàn khí, quá đáng sợ, cho dù lĩnh ngộ băng chi pháp tắc thần vương cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng bất quá như thế. Phải biết, Hỏa Ngân Nhi vẻn vẹn cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi a, một cái cổ thần cảnh tiền kỳ, liền có thể đông kết thần vương cảnh đỉnh phong linh hồn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tiêu Phàm linh hồn chi lực rút về rất nhanh, nhưng cỗ kia hàn ý cũng không chậm, không ngừng hướng về Tiêu Phàm linh hồn chi lực đuổi theo. A, à, đây là, mắt thấy linh hồn chi lực sắp toàn bộ rút khỏi Hỏa Ngân Nhi thể nội thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên trong lòng ngưng tụ, vội vàng đình chỉ rút lui hồi linh hồn chi lực. Lúc này, hắn linh hồn chi lực bao trùm phạm vi bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một đóa hắc sắc liên hoa đen như mực, óng ánh trong suốt, phát ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Bất quá vẻn vẹn lắc mình một cái, hắc sắc liên hoa liền nháy mắt biến mất ở Tiêu Phàm linh hồn chi lực bắt phạm vi, lần nữa dấn thân vào đối bóng đêm vô tận. Hắc sắc liên hoa, Tiêu Phàm kinh nghi bất định, trong đầu nháy mắt nghĩ tới Tu La truyền thừa bên trong ghi chép một loại khả năng. Không khỏi hít một hơi lạnh, nói, không thể nào. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tất cả linh hồn chi lực toàn bộ đều rút về Hỏa Ngân Nhi thể nội, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, hướng lui lại ra hai bước, kinh hãi nhìn xem Hỏa Ngân Nhi. Kiếm công tử, thế nào, người không sao chứ? Hỏa ma vội vàng lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lão Tam, người nhìn ra, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm chấn kinh bộ dáng, nhưng là nghĩ tới cái gì? Tiêu Phàm thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Kiếm công tử, ngài có biện pháp cứu Ngân Nhi. Hỏa ma đi tới, thiếu chút nữa thì nhịn không được quỳ gối Tiêu Phàm trước người. Ta tạm thời bất lực, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu nói. Kiếm công tử, ngài nhất định muốn nghĩ biện pháp mau cứu ta nhi nữ, van ngươi. Hỏa ma phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm không đáp ứng, lại nói, vô luận điều kiện gì. Ta đều có thể đáp ứng ngài, ta Hỏa Ma nhất tộc, cũng nguyện ý thần phục ngài. Không phải vấn đề này, Tiêu Phàm đỡ dậy Hỏa Ma, đắng chát lắc lắc đầu nói. Nếu như có thể cứu Hỏa Ngân Nhi, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là, hắn hiện tại xác thực bất lực. Chủ nhân, đây chính là Cửu Minh Âm Liên A, người tốt nhất đừng xuất thủ, chỉ ít tạm thời không muốn, mơ hồ có một cái thanh âm nói cho ta, ở không đột phá đại đế cảnh thời điểm. Tốt nhất đừng đụng vật này. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu một đạo thanh âm vang lên, lại là vô tận chi hỏa thanh âm. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, không cần vô tận chi hỏa nhắc nhở, hắn cũng không dám vọng động. Đây chính là siêu việt đế hỏa Cửu Minh Âm Liên A, lấy hắn hiện tại thực lực, đi đụng vào mà nói, cùng tự tìm cái chết hoàn toàn không khác. Nếu như chỉ là đế hỏa, hắn có lẽ còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhưng là siêu việt đế hỏa. Tiêu Phàm cũng tuyệt sẽ không dùng bản thân tính mệnh đi nói đùa. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là thần vương cảnh, liền là đột phá đại đế, đoán chừng cũng không dám tùy tiện đụng vào loại này hỏa diễm. Tu La truyền thừa ghi lại một chút liên quan tới Cửu Minh Âm Liên tin tức, loại này hỏa diễm, ở thái cổ thần giới hỏa diễm bảng xếp hạng, đều là 10 phần kháo tiền tồn tại. Tiêu Phàm, ta ngược lại là biết có một loại biện pháp có thể cứu nàng. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu lại một đạo thanh âm vang lên, đây là chí tôn phần thiên viêm thanh âm, hơn nữa cùng thực lực không quan hệ. A, à, biện pháp gì? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói. Đồng dạng thân mang Cửu Minh Âm Liên người, cho dù là hỏa tộc, cũng sống không quá 100 tuổi, đây là bởi vì Cửu Minh Âm Liên cần thức tỉnh, Cửu Minh Âm Liên thức tỉnh, cần sẽ tìm tới đỉnh cấp đế hỏa minh vương âm hỏa làm chất dinh dưỡng. Chí tôn phần thiên viêm tiếp tục nói. Dừng một chút. Nó lại nói, đúng rồi, người có thể cân nhắc một cái thu nàng làm đồ A, nếu quả thật có thể thức tỉnh Cửu Minh Âm Liên, đoán chừng vạn linh hỏa vực những cái kia lão bất tử, đều phải phụng nàng làm chủ. Thu Hỏa Ngân Nhi làm đồ đệ, Tiêu Phàm ngược lại là không có nghĩ tới, này luôn có một loại lợi dụng người khác cảm giác, bất quá nếu Hỏa Ngân Nhi thực sự là dạng thiên tài này, thu nàng làm đồ, ngược lại cũng là một kiện chuyện tốt. Xem ở Tiêu Phàm kia đờ ra, Hỏa Ma càng thêm lo lắng. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không muốn cứu hắn nữ nhi Hỏa Ngân Nhi, trực tiếp lại quỳ xuống. Hỏa ma xem như nhất tộc chi trưởng,
dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần hướng hắn quỳ xuống, Tiêu Phàm cũng không phải tư vị, bất quá hắn biết rõ, lúc này hỏa ma chỉ là đứng ở một cái phụ thân vị trí mà thôi. Tình thương của cha như núi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hít sâu một cái nói, như vậy đi, hỏa ma tộc trưởng, người không ngại ta thu lệnh ái làm đồ đệ đi. Thu đồ đệ, đám người nghe được lời này, toàn bộ đều sững sờ, Tiêu Phàm làm sao đột nhiên muốn thu hỏa ngân nhi làm đồ đệ đây. Tiêu Phàm ngược lại cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thu hỏa ngân nhi làm đồ đệ, chỉ là hắn vì nhường hỏa ma yên tâm, bản thân sẽ không từ bỏ cứu chữa hỏa ngân nhi, chỉ là hiện tại không có biện pháp mà thôi. Bằng không, hỏa ma một lời không hợp liền quỳ xuống cầu hắn, còn tưởng rằng hắn không muốn trị hỏa ngân nhi đây. Tốt, đa tạ kiếm công tử, nghe được Tiêu Phàm lời nói, hỏa ma lại là kích động không thôi, chờ ngân nhi tỉnh, ta liền cử hành nghi thức bái sư. Tiêu Phàm nguyện ý thu hỏa ngân nhi làm đồ đệ, đời kia biểu hiện Tiêu Phàm nhất định là sẽ không từ bỏ hỏa ngân nhi. Nàng đã tỉnh, Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn về phía trên giường hỏa ngân nhi nói. Đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hỏa ngân nhi mở ra hai mắt, đang một mặt mơ hồ đứng dậy, khi thấy hỏa ma thời khắc, nàng tức khắc lộ ra vẻ lo lắng, ba ba, ngân nhi có hay không làm bị thương người nào? Đều là ta sai, ta sai. Hỏa ngân nhi một mặt buồn rầu, nàng mặc dù nhìn qua còn là một hài tử, cũng không có cái gì tâm cơ, nhưng nàng chung quy là sống 100 năm, thấy qua quá nhiều sự tình. Không có, mọi người đều vô sự. Nhà của ta ngân nhi không có thương tổn được người nào. Hỏa ma vội vàng cây đuốc ngân nhi ôm ở trong ngực, an ủi. Tiêu Phàm bọn họ rốt cục biết rõ hỏa ngân nhi tại sao như thế thụ người khác sủng ái, cái này tiểu nữ hài, thực sự quá thiện lương. Thật lâu, hỏa ngân nhi lúc này mới thoát ly hỏa ma ôm ấp, hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, làm nàng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, kích động nói, đại ca ca, là ngươi. Là ta, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Kiếm công tử, ngươi và ngân nhi nhận biết, hỏa ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm chỉ là cười không nói, hỏa ngân nhi lại một mặt vui vẻ nói ba ba, lần trước ngân nhi vụng trộm chạy ra ngoài, không phải gặp được dị ma sao. Liền là vị này đại ca ca đã cứu ta cùng bà bọn họ, ngân nhi còn không có tới được đến cảm tạ đại ca ca đây. Nguyên lai như thế, đa tạ kiếm công tử. Hỏa ma lại là thở dài một hơi, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, sau đó lại nhìn về phía hỏa ngân nhi nói, ngân nhi, còn chưa tới bái kiến ngươi sư tôn. Sư tôn, hỏa ngân nhi một mặt không giải, bản thân làm sao đột nhiên muốn bái sư. Tiêu Phàm lại là đắng chát cười một tiếng, hắn nguyên bản không dự định xách chuyện này, trước đó vừa nói như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là muốn cho hỏa ma yên tâm mà thôi, có thể cuối cùng vẫn là bị hỏa ma xách ra. Ngân nhi, người có nguyện bái ta vi sư, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nếu như đã mở miệng, vậy liền làm một lần tiểu nhân A, cũng không phải Tiêu Phàm muốn lợi dụng hỏa ngân nhi, mà là hắn thật yêu thích hiền lành này tiểu nữ hài. Ngân nhi bái kiến sư tôn, nào biết, hỏa ngân nhi nghĩ đều không nghĩ, ra dáng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, cho Tiêu Phàm dập đầu mấy cái cốc đầu, lại phun ra đầu lưỡi nói, đại ca ca đột nhiên biến thành sư tôn. Vậy ta liền không cần cảm ơn, sư tôn, có phải hay không có lễ gặp mặt nha? Này nha đầu, hỏa ma một mặt không có ý tứ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đồ nhi ta, tự nhiên phải có lễ gặp mặt, Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, chỉ là hắn hiện tại xoắn suýt, đến cùng hẳn là cho thứ gì làm lễ gặp mặt đây. Pháp bảo, Tiêu Phàm trên người ngược lại là có không ít, nhưng cũng không có đem ra được, duy nhất đáng tiền. Đoán chừng cũng liền chỉ có từ Nguyệt Thiên Hạo trong tay cướp đoạt tới thần Nguyệt Cổ Kính, đây là một kiện đế binh. Chỉ là thần Nguyệt Cổ Kính hắn mới luyện hóa không được lâu, hơn nữa đối bản thân cũng có trọng dụng, cứ như vậy cho hỏa ngân nhi, ngược lại là lãng phí. Quý hiếm, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, từ khi tiến vào bách sát chiến trường đến nay, giết không ít người, đồ vật cũng đoạt không ít, cái gì đan dược, thần dịch cũng có rất nhiều. Mấy cái ý niệm lóe qua. Tiêu Phàm lật ra bàn tay, lòng bàn tay tức khắc xuất hiện mấy thứ đồ vật, nhất là trong đó một cái ngọc bình 10 phần dễ thấy, nhìn Hùng Lân đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là vi sư thu mấy món thú vị pháp bảo, người cầm chơi, những cái này thần dịch, người coi như đồ uống uống. Tiêu Phàm cười cười nói. Công tử, này ngọc bình thế nhưng là ngọc cốt đế vương dịch.
Hùng Lân nuốt nuốt nước bọt nói. Đây là cho tiểu hài tử gặp mặt, người cũng muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Dùng ngọc cốt đế vương dịch làm lễ gặp mặt, Hùng Lân khóe miệng giật một cái, người này so với người, chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn a. Mấu chốt là, Tiêu Phàm vậy mà còn nhường Hỏa Ngân Nhi đem ngọc cốt đế vương dịch làm đồ uống uống, đây quả thực liền là bại gia a. Một nắm ngọc cốt đế vương dịch, liền có thể luyện chế đế long đan, nhường thần vương cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đại đế cảnh xác suất thành công tăng lên 3 thành a. Này ngọc bình là ngọc cốt đế vương dịch, Hỏa Ma cũng là trợn to hai mắt, không khỏi hít một hơi lạnh, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm xuất thủ dĩ nhiên như thế hào phóng. Cho ta đồ nhi một chút tâm ý mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu cười nói, kỳ thật hắn tâm lý ít nhiều có chút lợi dụng Hỏa Ngân Nhi cảm giác áy náy, vậy liền chỉ có dùng này ngọc cốt đế vương dịch đến bồi thường. Không, không được, kiếm công tử, vật này quá quý trọng. Hỏa Ma vội vàng lắc đầu nói. Nếu là người khác biết rõ, hắn nữ nhi dùng ngọc cốt đế vương dịch làm đồ uống uống, đoán chừng mắng to hắn Hỏa Ma bộ lạc bại gia. Hỏa Ma trước tiên liền muốn đem ngọc cốt đế vương dịch còn cho Tiêu Phàm, bất quá Hỏa Ngân Nhi lại là tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem ngọc bình đoạt tới trong tay, nói, đây là sư tôn đưa ta đổ vật, là ta. Ngân Nhi, ngươi, Hỏa Ma mặt ngoài lộ ra có chút phẫn nộ, nhưng trong lòng là kích động không thôi, vật này thực sự quá quý trọng. Hắn nội tâm tự nhiên là không muốn đem ngọc cốt đế vương dịch trả lại cho Tiêu Phàm, đặt ở hắn nữ nhi cái kia, hắn tự nhiên có biện pháp lấy tới. Về sau nếu là rời đi thần ma kiếp, có lẽ có thể thừa cơ đột phá đại đế cảnh cũng nói không chừng. Đây là ta một chút tâm ý mà thôi, Hỏa Ma tộc trưởng liền không cần giới hoài. Tiêu Phàm ngăn cản Hỏa Ma cử động, nói, đúng rồi, Ngân Nhi bệnh tình, ta đại khái rõ ràng. Kiếm huynh, cần ta làm cái gì, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Hỏa Ma thần sắc nghiêm lại, liền đối Tiêu Phàm xưng hô cũng thay đổi. Cần một loại tên là Minh Vương Âm Hỏa Hỏa Diễm, loại này hỏa diễm chính là đỉnh cấp đế hỏa, được nó, ta có 8 thành nắm chắc có thể chữa cho tốt Ngân Nhi. Tiêu Phàm chi tiết nói ra. Minh Vương Âm Hỏa, đỉnh cấp đế hỏa. Hỏa Ma kinh ngạc không thôi, hắn hiện tại xen lẫn hỏa diễm đều chỉ là đỉnh cấp thần hỏa mà thôi, có thể nghĩ đỉnh cấp đế hỏa quý giá. Ngươi chỉ cần lưu ý là được, về sau chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi hàng phục. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Công tử, này Minh Vương Âm Hỏa, ta ngược lại là có chút hình ảnh, thái cổ thần giới vạn linh hỏa vực âm minh hỏa hải, có vẻ như có loại này hỏa diễm. Hùng Lân nhíu mày, nói, bất quá nhiều năm như vậy đi qua, kia âm minh hỏa hải chưa hẳn còn tồn tại. Chỉ cần rời đi thái cổ thần giới, ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được Minh Vương Âm Hỏa. Hỏa Ma nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Thông báo một câu liên quan tới Hỏa Ngân Nhi bệnh tình, lúc này mới nói, Hỏa Ma tộc trưởng, tất nhiên như thế, chúng ta cũng nên cáo từ. Kiếm huynh, ngươi hẳn là muốn đi mặt khác mấy đại bộ lạc a, ta nhường 4 cái thần vương đỉnh phong đi theo ngươi. Hỏa Ma vội vàng nói ra, Tiêu Phàm cho hắn làm nhiều như vậy, hắn tự nhiên không thể không chỗ nào biểu thị. Như thế rất tốt, Tiêu Phàm thản nhiên cười một tiếng, có Hỏa Ma bộ lạc tứ đại thần vương đỉnh phong. Lực chấn nhiếp có thể lại lớn rất nhiều, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng tự tin lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.